những cái gì mà quốc hội làm là do dân đồng ý, sau này quốc hội sẽ xoay ngược lại, sẽ xoay ngược lại để nói rằng là tại vì quốc hội làm như vậy dân chưa bao giờ lên tiếng phản đối. Mà khi dân cứ không có phản đối thì đó không phải là lỗi của quốc hội mà là lỗi của người dân. Thì đây là cái cơ hội để cho chúng ta cùng nhau lên cái tiếng nói chung. Không biết các anh chị em ở bên Việt Nam suy nghĩ như thế nào. Riêng bản thân của Mạc Tư Linh là không đồng ý. Ngoài không có đồng ý ra, mình còn rất là bất mãn và sẽ không bao giờ chấp nhận cái điều đó. Một cái mảnh đất nghĩ sao mà cho mướn 99 năm. Mà các anh chị em biết không, họ không có nói là 100 năm. Họ chỉ dùng 99 năm tại vì nó có một cái con số người ta nghĩ rằng ô, chỉ là 99 năm thôi, con số đó là không phải là 100. Thí dụ mình đi mua một món hàng mình thấy 10 đồng mà nó ồ mắc quá, nhưng mà mình nói có 9 đồng 90 cent, tự nhiên mình cảm thấy rẻ, mình cảm thấy là cái đó là chỉ là cái tâm lý mà thôi. Cho nên á, họ cho mướn đất 99 năm, họ đang nói là họ đang bàn để chuẩn bị bấm nút. Nhưng mà thật sự các anh chị em biết, những cái này đã là nằm trong cái dự tính hết rồi, đã có xong hết rồi, nghị án, nghị quyết, tất cả mọi thứ, giấy tờ đã đâu vào đó. Các chị em thấy trên tường cá nhân của Mạc Tư Linh cũng share rất là nhiều những cái bài viết, những cái hình ảnh, con đường họ đã thông, họ làm lễ thông cho những vân đồn đi qua đó. Nhiều người còn vô cảm tới mức độ chạy vào trong tường của mình nói rằng chị Mã ơi, cái này không phải ở ngoài Bắc mà cái này đang ở là Sài Gòn. Bây giờ Mã không cần biết là Sài Gòn hay ngoài Bắc hay ngoài Trung hay là Quảng Ngãi hay Bình Dương, không cần biết. Miễn sao những cái bản đó mà họ chấp nhận, họ treo khắp nơi để cho giống như là một cái thử lòng của người dân của mình, coi thử ô mình thảy ra một chút xíu chi tiết, coi thử cái sự phản biện của người dân, bất mãn của người dân nó lên tới cái cực độ như thế nào. Thì lúc đó họ tiếp tục họ nhích thêm một bước nữa và nhích thêm một bước nữa. Cho nên họ đưa cái truyền thông ra để hướng người dân của mình đi những cái con đường sai lệch. Mà người dân của mình bây giờ vẫn còn nhiều người nói rằng cho mướn đất vẫn còn hơn là bây giờ phải làm sao cho đất nước mình đừng có chiến tranh, kiếm một ngày ăn ba bữa đã là khó rồi mà bây giờ đòi chiến tranh, đòi biểu tình rồi sao. Cho nên những người dân của mình á, mà nói là không phải là họ vô cảm mà họ vì cái đói khổ quá, họ không có biết tự phản biện cho bản thân của họ, cho tới một cái mức độ mà đó là cái sự mà mình kêu là hướng dư luận đi cái lệch lạc của nhà cầm quyền Việt Nam. Họ để cho dân đói, dân cực, dân khổ, không còn sức để mà lên cái tiếng nói đấu tranh cho cái sự đúng, không còn biết đâu là cái sự sai. Miễn sao mình có cơm ăn ngày ba bữa, mình sẵn sàng làm nô lệ cho cái ngoại bang này, thì các chị em như thế nào? Cho nên gần đây mà thấy có rất là nhiều người đã lên tiếng nói rằng là chúng ta phải biểu tình, phải biểu tình. Mã không muốn các anh chị em chúng ta xuống đường để rồi chịu những cái trận đòn hoặc là bị bắt vào tù thế này thế kia. Cho nên khi chúng ta biểu tình, chúng ta phải có một cái phương án đàng hoàng, một cái phương thức. Lúc nào cũng vậy, đấu tranh mình nói là đấu tranh bất bạo động. Thì cái bất bạo động đó nhiều người cho rằng đó là mình vì là mình sợ, mình thụ động. Nhưng mà không có nghĩ, mà nói tới nỗi lui, mà nghĩ, mà không có bao giờ nghĩ bất bạo động là một cái gì đó mà nó thụ động. Nhưng mà nó là một cái chiến lược, nó một cái chiến lược rất là hay mà chúng ta cần phải có cái sự đoàn kết chung với các chị em với nhau thì mình mới làm được cái điều đó, thưa các anh chị em. Mà nói cho nghe nè, thí dụ như ở nước ngoài, khi mà họ phản biện một cái vấn đề gì đó, mà cảm ơn cọp nha, khi mà mình phản biện một cái vấn đề gì đó đó, thì mình phải có cái cách để mà mình phản biện. Thí dụ như hồi xưa, khi mà người da đen mà họ phản đối là cái chiếc xe bus là chỉ cho những người Mỹ trắng được chuyên ngồi trên xe bus mà thôi, còn bị đen mà lên xe bus là phải đứng. Thì cái cuộc mà đấu tranh mà biểu tình của họ phản đối cái vấn đề đó, thì người da đen họ vẫn lấy ghế họ ngồi. Tại vì hồi xưa đó mình nói là họ chia ra cái đất nước của người Mỹ hồi xưa nó kỳ thị người da đen, nó kêu là slave, là giống như là nô lệ. Thì những người nô lệ da đen thì không có được ngồi ghế, nhưng mà họ chỉ là đứng ở trên xe bus mà thôi. Thì những người da đen họ phản biện cái vấn đề đó, họ không đồng ý cái điều đó. Chào bé Thanh nha. Họ phản biện cái điều đó đó. Thì họ như thế nào? Họ kêu tất cả những người Mỹ đen không đi xe bus nữa. Một là đi bộ, hai là đi xe khác, chứ tuyệt đối không đi xe bus nữa. Thì từ đó dĩ nhiên là nó sẽ ảnh hưởng tới những chiếc xe bus. Mà ý mà đưa cái thí dụ này ra cho các anh chị em thấy mình phải có một cái biện pháp, một cái gì đó mình đồng ý. Bây giờ thí dụ mình nói là xăng tăng, mình muốn biểu tình xăng tăng, mình không thể nào mà mình ra đó mình hô hào lên, mình nói tôi phản đối cái chuyện xăng tăng, tôi không đồng ý chuyện xăng tăng. Mình lên Facebook mình viết bài cho nhau nghe, nhà cầm quyền Việt Nam
Quốc hội đời này nọ, họ ngồi đó họ không có biết, không phải ai cũng lên trên Facebook đọc đúng không, hoặc là họ nghe tiếng nói họ, mình không có thật sự mà đưa ra một cái biện pháp hay là mình thể hiện cái sự không đồng ý của mình. Mình chỉ nói xăng tăng, cái quốc hội là cái đám bù nhìn, cái đám hại nước hại dân, nhưng mà mình không có thật sự bỏ vô cái action, bỏ vô cái sự mà bất đồng của mình. Xăng tăng mình không đồng ý, bây giờ tất cả người dân đừng đổ xăng, mình biết là nó khó, nhưng mình phải thay đổi, mình phải chịu khó cái của mình một chút xíu trong cái thời gian ngắn để mình đánh, mình đòi lại cái quyền lợi cho cái thời gian nó lâu dài hơn. Không đi đổ xăng, không lái xe, các anh chị em thử nghĩ đi, một ngày thôi tất cả người dân của mình phản đối cái vấn đề tăng xăng, không có lái xe nữa, hoặc tự nhiên mình phản đối cái chuyện không có cho tăng xăng mà mình lại đi mua xăng để dành. Ủa như vậy á, là xăng nó tăng lên là đúng rồi đúng không? Tại người nào cũng lo đi mua xăng để dành. Mình không đồng ý cái điều đó. Bây giờ mình đi ra chợ, mình mua một cái áo, mình nói trời cái áo này mắc quá, mình không có đồng ý. Vậy mình có về nhà kiếm thêm tiền đem tới để mua cái áo đẹp đó hay không? Hay là mình nói không, cái áo này giá này không có đáng giá như vậy. Một cái áo này chỉ có 20 đồng thôi, 200 ngàn thôi. Mà bây giờ tại sao cái chủ quán này, cái tiệm này, tại vì nó nằm trong cái tiệm ABC, cho nên cái áo này lên 100 đô. Mình không mua, mình đi ra thì nó cũng giống y chang như cái chuyện vấn đề xăng. Xăng tăng mình không có đồng ý, không mua, đi ra một ngày hai ngày các anh chị em thử nghĩ vậy đi, thì cái xăng nó sẽ rớt như thế nào, cái kinh tế sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Đó là một trong những cái biện pháp mà mình phản đối lại cái vấn đề mà mình không có đồng ý, chứ không thể nào vì nó tăng cho nên mình đi mua nhiều xăng mình để dành. Đứa nào nó quăng cho mình một cây thuốc lá vô, nó đang hút một cái là xong luôn cái nhà của mình luôn, đừng có nói là mua xăng để dành đúng không. Bây giờ mà đã mở kiến ra rồi nha các anh chị em, mà không có thấy các chị em bình luận hay nói cái gì đâu nha. Chút xíu nữa mà sẽ đeo kiến vào lại rồi mà trả lời từng người một. Bây giờ mình quay trở ngược lại cái vấn đề mà đặc khu 99 năm. Lần nữa mình không có đồng ý. Thì mình phải có những cái biện pháp, mình phải lên tiếng nói. Mặc dù mà nhắc các anh chị em, mất nước rồi đó, không có còn phải là giỡn chơi nữa đâu. Bao nhiêu năm nay những người ở hải ngoại, các anh chị em ở trong nước, những người đã nhìn thấy rõ cái vấn đề này xảy ra, bao nhiêu bài vở mà cố gắng mà đưa, mà share, mà chia sẻ, mà làm livestream, một số người nhỏ tin, một số đông vẫn chưa tin, một số hững hờ không muốn tin. Thì bây giờ là cái lúc mà các người phải tỉnh hồn ra giùm cho một cái. Tại vì sao mà một lần nữa, tất cả những cái tiếng nói này là cho những người ở trong nước, không có liên quan gì cứ ở bên hải ngoại. Người Mỹ bây giờ Trung Quốc có tràn vào Việt Nam, tụi này không có mất mát cái gì hết. Tụi này tức đau lòng là thấy người Việt của mình, dân tộc của mình, đất nước của mình mất trong tay ngoại bang, mình đau lòng. Nhưng mà có ảnh hưởng cuộc sống mỗi ngày của cá nhân của những người ở sống hải ngoại hay không? Dĩ nhiên là không có. Nhưng không phải vì không ảnh hưởng tới trực tiếp cá nhân mà chúng tôi không có lên tiếng nói, mà chúng tôi càng phải nói nhiều hơn nữa, tại vì những người dân trong nước không có nói được. Cho nên đừng có vào trang cá nhân của Mã Tinh Linh mà nói rằng chị giỏi quá, chị ở Mỹ, chị mạnh miệng, chị nói, chị giỏi gì về Việt Nam kìa. Mã về được, Mã đã về rồi. Và Mã đã từng về, đã làm những cái chuyện đó. Cho nên Mã nói để cho các anh chị em ở trong nước thức tỉnh cái vấn đề đó. Tại vì khi mà Trung Quốc nó tràn vào các anh chị em, những cái tệ hại nó xảy ra trong những năm qua không phải là chúng ta không biết. Đồ ăn, thực phẩm nó bị độc hại. Tại sao người Trung Quốc lại mặc kệ luật pháp mà tràn vào tới chỗ Quảng Ngãi, tranh giành nhau mua đất? Người dân chính của Việt Nam của mình thì không có đất, trở thành những dân oan như thế nào, phải đi khắp nơi ngủ ở ngoài đường, ngoài xá, có một miếng đất nhỏ như thế nào cũng bị cướp. Mà người Trung Quốc thì mua giá đất rất là rẻ. Tại sao khi mà ngoại bang họ dùng rằng cái chữ là người nước ngoài, bây giờ họ xây nhà luôn cho người nước ngoài ở? Ủa người nước ngoài, người trong nước chưa có nhà ở mà lo xây nhà cho nước ngoài ở là sao? Mà nước ngoài ở đây là ở đâu? Dĩ nhiên Việt Kiều không có, người Mỹ cũng không xong, những cái đất nước khác, những người dân khác, không có ai mà ham về Việt Nam ở trong cái thành phố đó hết. Chỉ có một mình Trung Quốc. Các anh chị em thấy ngay cái Đà Nẵng hồi xưa như thế nào, mà nói nó xây nguyên một cái khu tự trị của Trung Quốc ở ngay Đà Nẵng. Người dân của mình vẫn thờ ơ, vô cảm, không có để ý, không quan tâm. Bây giờ sao? Nó công khai luôn rồi, nó mở màn ra, nó mở luôn, nó che, hồi xưa nó che, nó xây một cái hàng rào, một cái tường xung quanh cái khu mà ở Đà Nẵng như vậy. Bây giờ nó có sợ nữa không? Sợ người dân biết không? Không sợ. Tại vì giấy tờ đã ký hết rồi, nó đã được Quốc hội thông qua ký nhận là 3 đặc khu kinh tế ở bên Việt Nam. Mà nhắc lại là khu Vân Đồn, đúng không? Khu Vân Đồn, khu Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Ba cái địa điểm rất là tốt. Phú Quốc là một trong những cái đảo mà người ta nói rằng có thể là Phú Quốc để trở thành một cái Singapore nhỏ. Cuối cùng bây giờ thì sao? Rơi vào tay Trung Quốc.
Trung Quốc và đất nước Việt Nam của mình, ngoài những cái món hàng ăn độc hại, hại tới sức khỏe của mình, nó không cần súng đạn, cứ không phải cứ ngồi chờ, ôm mình nói như vậy để Trung Quốc nó không có đánh mình, hoặc là không có người dân chết, không có người dân chết vì bom đạn, nhưng mà có hàng ngàn, hàng trăm, hàng triệu người dân kế tiếp sẽ chết vì những cái thực phẩm độc này. Con cái của mình sinh ra sẽ bị ung thư, sẽ bị thai nhi sinh nó bị gì đó, những cái hình hài nó không được như ý của mình muốn đó, quái thai đó, những cái hình hài như vậy. Thì liệu mình làm cha làm mẹ mình suy nghĩ như thế nào, chứ đừng có nghĩ rằng nó không có ảnh hưởng mình ngay cái lúc này là mình không có quan tâm. Cái số người Việt Nam của mình mỗi ngày chết vì ung thư nó còn nhiều hơn những cái số mà vừa rồi mà Mỹ nó thả bom thả đạn, nó đánh giặc ở chỗ cái đất nước khác. Mà nói cho mà nghe, cái số người Việt Nam của mình chết trong cái thời gian mà đất nước Việt Nam của mình gọi là hòa bình, hòa bình mà người dân chết vì ung thư nó còn nặng nhiều hơn, chết vì tai nạn giao thông nó còn nhiều hơn chết vì bom đạn. Thì các chị em suy nghĩ như thế nào? Số người dân của Việt Nam của mình 90 triệu dân, đùng một cái trong 2 năm qua nó tăng lên hơn 100 triệu dân. Dân mình đi đâu? Sống ở đâu? Cho nên từ đó dân của mình trở thành những người dân oan càng ngày càng đông, người dân càng ngày càng đói. Trung Quốc vào Việt Nam của mình đặt hàng mua trái cây từ loại trái cây này tới loại trái cây khác, đặt cho nhiều để cho người dân bỏ công sức vô trồng, bỏ công sức vô buôn bán, cuối cùng thì không bán được trái nào hết. Giống như ngày hôm qua hôm kia mà giải thích cho các anh chị em nghe cái vấn đề trái vải. Giống như là hôm thứ sáu mà đi mua vải ở bên này, một ký vải là 5.99 đồng, là tính ra là gần 6 đồng, không thuế má nó vô là đúng là hơn 6 đồng một pound. Một pound là mới có nửa ký thôi, mua một ký vải thôi là tính ra là 12 đồng đô, là gần 250 ngàn. Có nhiều người cười nói mà tại sao mua mắc dữ vậy, chỗ của tôi mua chỉ có 3 đồng, tại sao chỗ mà mua là tới 6 đồng. Thật sự là như vậy đó các anh chị em. Nhiều khi ở bên Cali thì cái chỗ đó nó có thể rẻ hơn, các anh về, các anh chị em về tới Florida nhiều khi chỉ còn 2 đồng, nhưng mà ngay cái thành phố Virginia của mà ở, về ngay cái thành phố Hampton, cái chỗ mà nhỏ nhắn hẻo lánh này ở, thì một pound 6 đồng, mình nói đó là rẻ. Mừng là có nhãn để mà ăn, có vải để mà ăn. Cái ở đây không phải là cái vấn đề là ăn không, nhưng mà mình so sánh một ký vải ở nước ngoài bán tới 250 ngàn tiền Việt Nam, trong khi đó vải ở bên Việt Nam 7 ngàn đồng một ký vẫn không có ai mua. Có nhiều người trồng cây xong muốn đốn luôn cả cây, bỏ luôn cả cây, trong khi đó những người khác cũng là người Việt ở những cái thành phố khác không có vải để ăn. Trẻ em vẫn còn chết đói, người dân vẫn còn đói, nhưng mà làm sao, nhiều người nói tại sao không cho người dân ăn. Thật sự làm sao mà cho, những cái nông dân đó họ trồng vải, họ chỉ mong bán cho thương lái buôn thôi, nhưng bây giờ họ chở đi cái số vải mấy tấn như vậy, chở đi đâu, cho ai bây giờ, tiền bán vải không được, không sinh sống được, họ bán, họ cho đi, họ đổ đi với những giọt mồ hôi nước mắt của họ, bây giờ chở đi bao nhiêu tấn vải đó đem đi đâu. Đây là cái lỗi của nhà cầm quyền Việt Nam. Mà nói cho nghe, thí dụ như bên Mỹ họ không có trồng vải, nhưng mà họ sẽ trồng những cái trái cây khác. Họ trồng nào là cam, thí dụ như ha, cam, apple, táo, rồi nho rồi này nọ. Thì mỗi năm họ sản xuất bất cứ một cái gì á, thì chính phủ sẽ yêu cầu rằng ok, cái ngành nông nghiệp này họ cần một năm là 3 tấn trái nho, bạn nói thí dụ vậy không, thì nông dân họ sẽ trồng đúng ba tấn nho để mà họ cung cấp tới những cái chỗ chợ bán buôn nhỏ để họ bán ra. Thì nông dân của họ biết hôm nay là ba tấn vải nho, sang năm là tháng này là 3 tấn cà rốt, tháng tới là ba tấn táo, mà nói thí dụ con số như vậy thôi. Cho nên nó không có sự cạnh tranh mà ồ cái trái này mình bán được, hoặc là mình phải bán nhiều hơn để mình bán rẻ hơn với so với chỗ nọ, tạo ra một cái chỗ là có bao nhiêu đất ùn nhau đi trồng cái cây mà mình nghĩ rằng là mình bán được, cuối cùng mình bán không có được giá, và cây là đem đổ, trái cây đem đổ, bên này muốn ăn thì phải chờ tới sang năm mới ăn lại. Có những cái trái nho mà tiếng Việt mà không biết kêu là gì, mà tiếng Anh nó kêu là merchandise, đúng vào cái mùa đó, đúng vào cái tháng đó có cái trái đó ăn, bao nhiêu đó trong cái thời gian đó không ăn thôi, hết không có để mà ăn. Chứ không phải nó ô mình tha hồ mình muốn ăn, bây giờ rẻ quá. Nhưng mà không, năm nay nó 5 đồng một pound, sáng năm nó cũng 5 đồng một pound, chứ nó không thể nào lên 6 đồng hay 7 đồng hay là 10 đồng. Nó kêu là inflation, là cái số tiền giá mà nó bị lên xuống, bị lạm phát bởi cái đồng tiền nó mất giá. Nhưng không có như vậy. 20 năm trước, 1 đồng đô nó vẫn trị giá 1 đồng đô. 20 năm sau, 1 đồng đô nó vẫn trị giá 1 đồng đô. Chứ đâu phải như là Việt Nam, 20 năm trước, 10 đồng, 100 ngàn. 5 năm sau,
phải đổi thành 1 triệu mới có giá trị mới mua được một cái món hàng đó. Nó rất là vô lý. Hồi xưa, từ hồi nhỏ mà mới qua Mỹ, 1 đồng mà ăn được cái kem rất là ngon. Bây giờ mấy chục năm sau cũng 1 đồng ra McDonald's vẫn mua được cái kem rất là ngon. Cái đồng tiền của nó giữ, đương nhiên tiền nó sẽ lạm phát, nó sẽ mất giá. Nhưng cái vấn đề là nó mất giá ở một cái mức độ rất là nhỏ, không có đáng kể. Người dân hồi xưa đi làm, và khi nó mất giá như vậy thì người dân làm cái lương nó nhiều hơn, để nó bù đắp vào mỗi năm công ty, bất cứ chỗ nào họ làm á, thì họ cũng sẽ cho tăng lên cái mức lương. Ồ, năm nay sẽ lên 2%, lên 3%, lên 5%, có nơi lên tới 10%, để bù đắp vô cái số tiền mà bị lạm phát. Chứ không phải như Việt Nam, làm cực, làm khổ, làm khó khăn, cuối cùng, cuối năm, cuối tháng vẫn không được cái số tiền đó. Cái tiền mà mình làm cả năm trời không đủ chi phí cho một tháng, hai tháng, cho một cuộc sống gia đình, lúc nào cũng phải lo lắng miếng ăn cơm uống. Chứ không thể như ở bên Mỹ, ồ mình làm cực khổ một tháng, mình làm cực khổ một năm, mình làm vài năm, mình có tiền, mình dư mua nhà, mua xe, đi chỗ này, đi chỗ kia, đi travel. Cái chai nước của mình mới đây đâu rồi? À, em lấy được rồi, chờ mà chút nha, mà lấy cái chai nước. I had it. Xin lỗi nha, tức quá, nói nóng quá luôn rồi nè, tắt tiếng luôn, nói cho mấy người nghe đó. Cho nên á, là ở bên này á, mình làm, tại sao Việt Nam của mình cứ nghĩ rằng á, đi qua Mỹ là cái thiên đường. Tại vì đi qua Mỹ á, ai á, ở Việt Nam sống cực, sống khổ như thế nào không có biết. Nhưng mà qua Mỹ một thời gian rồi, tự nhiên cái cô này đi về Việt Nam trở thành Việt Kiều, ăn mặc đồ đẹp, có nhà, có cửa, hoặc là nhiều người gửi con đi qua Mỹ để hy vọng nó làm, nó có tiền, nó gửi về Việt Nam, nó giúp đỡ gia đình, nó trả nợ. Tại sao không có thấy ai từ bên Việt Nam, từ bên Mỹ đi về Việt Nam làm để kiếm tiền gửi qua Mỹ trả nợ cho vậy? Đâu có phải nó ở Mỹ không có mắc nợ, ở bên Mỹ có mắc nợ nhiều lắm. Nhưng mà có ai ở bên Mỹ đi về Việt Nam làm để gửi tiền qua Mỹ trả nợ không? Không hề có. Đó là tại sao cái nước Mỹ nó giàu mạnh, tại lúc nào nó cũng tạo cơ hội, nó giúp đỡ cho người dân có công ăn việc làm vững chắc. Chứ không phải như Việt Nam của mình, bên này mà mình nói là nông dân mà farmer ha, họ giàu lắm. Tới khi mà tới mùa trái cây mà họ hái, họ bán, họ rất là giàu. Mình về tới những cái nơi mà vùng quê mà xa xôi mà hẻo lánh á, là người bên này họ giàu lắm. Tôi tự nhiên không tắt tiếng rồi. Bên này họ giàu lắm, họ làm, họ nuôi chăn bò, nuôi heo, nuôi gà rồi, họ rất là giàu. Chứ không phải như bên Việt Nam của mình, cứ thấy cứ tới mùa Tết thì người bán hoa khóc, tới mùa Thăng Long thì tới người Thăng Long, người trồng Thăng Long khóc. Bây giờ tới cái mùa vải, thả là mình thất thu, mình thất mùa, mình khóc đã đành đi. Mình trồng được quá trời nhiều vải, mình gặt hái được quá trời nhiều vải mà mình vẫn khóc. Tại vì không bán được, không có người thâu mua. Hồi xưa Trung Quốc nó mua với cái giá như thế nào, bây giờ nó cho người ta trồng cho thật nhiều, cuối cùng nó không thâu, nó không mua. Mình phải trả tiền cho người ta làm, người ta hái, người ta bỏ thùng, người ta đóng thùng. Rồi bây giờ trả thêm tiền cho người ta đem đi đổ nữa. Cuộc sống của người Việt của mình nó không bao giờ mà nó được bình an. Nó không bao giờ nó kêu là nó vững chắc ở một cái mức độ nào hết. Từ người giàu cho tới người nghèo đều sống trong phập phòng lo sợ. À, cái ông nào ngày hôm qua mà đọc, hù nóng dễ sợ luôn á. Cái ông nào ngày hôm qua mà đọc, ổng tổng bí thư gì đó, mà ổng vì lạm phát hối lộ 51 tỷ các anh chị em. 51 tỷ, con số tiền nó lớn như thế nào? Tại sao khi mà ông hối lộ mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy trăm triệu, thank you, mấy trăm triệu mà không phát hiện, mà lên tới con số là 51 tỷ, lúc đó mới phát hiện và ông bị tử hình đúng không? Ông bị tuyên án là tử hình. Các anh chị em nghĩ rằng là ông thật sự bị tử hình hay sao? Nếu như nói rằng những người tham nhũng, những người tham tiền, những người tham lam của trong ban, của cán bộ lãnh đạo thì sẽ bị tử hình theo cái quy định giống như vậy. Ủa? Vậy sao ông tử hình ông Đinh La Thăng? Ông Đinh La Thăng là tham nhũng tới 600 tỷ ở tù 18 năm, 14 năm. Thì tại sao ông không có bị tử hình như ông này chỉ 51 tỷ thôi? Đó là tại vì sao? Thích người nào giết người đó. Chẳng có theo một cái quy định, chẳng theo một cái luật nào hết. Phải giết cái thằng nhỏ để cứu cái thằng lớn. Đem cái thằng nhỏ ra để mà che mắt thiên hạ,
vào cái thời điểm, các anh chị em nghĩ đi, vào cái thời điểm mà nó đang ký giấy tờ, nó bấm nút để nó giao ba cái đặc khu này cho Trung Quốc, thấy người dân lên tiếng nói, lên tiếng phản đối, thì nhà cầm quyền Việt Nam phải làm một cái gì đó nó hơn, nó nóng bỏng hơn cái đặc khu này, để cho người dân người ta chầm ham vô, giống như là thoa dịu cái nỗi đau của người dân. Cho nên đem một thằng chốt ra chết thí cho cái công cuộc này, mà nó xin lỗi cũng chưa chắc là cái ông này chết. Khi nó tuyên bố tử hình, nó đem vô trong tù, mình cũng không biết là ổng đi đâu. Có thể là ổng lại xuất cảnh đi qua một cái nước khác, hoặc là chết thay cho một cái người khác, thả một cái thằng tù khác, đem cái thằng này vô nói là tử hình để mà thay cho một thằng tù khác được thoát ra. Không chừng ông này đi để mà thế cho Đinh La Thăng ra, rồi một ngày nào đó chúng ta lại thấy Đinh La Thăng nhỡn nha nhỡn nhơ ở bên Đức, ở bên Tiệp Khắc hay là các nước Trung Cộng khác, mình đâu có biết được. Cho nên đó mà nói các anh chị em, khi chúng ta phải sáng suốt, cái lúc này là cái lúc rất là nguy hiểm, khi mà tình thế đang rất là căng thẳng, thì nhà cầm quyền Việt Nam sẽ đưa ra rất là nhiều tù dư luận viên để mà đánh phá cái công cuộc của chúng ta. Các anh chị em có thấy đúng hồi nào tới giờ cái người Việt của mình á rất là mất cái sự đoàn kết. Cái người này nói xấu người kia, cá nhân đâm thọt của người này, thật có, giả có, đánh phá chia rẽ đều có. Nhưng mà mỗi khi có một cái vấn đề gì mà nó quan trọng nhất, thì nó sẽ xảy ra những cái chuyện đánh phá nó dữ dội hơn. Từ một câu nói, từ một cái hành động. Xin lỗi nha. Từ một cái câu nói, từ một cái hành động, để cho chúng ta tập trung vào đánh phá những cái cá nhân mà quên đi cái đại cuộc, quên đi cái sự việc nó đang xảy ra bên Việt Nam của mình. Ngày hôm nay nó nói là nó ký giấy, nó đang họp hội nghị, không có họp mẹ gì trơn á, tất cả là sắp xếp hết rồi, biểu ngữ cũng có rồi, làm thông đường cũng có rồi, giấy tờ quyết định cũng không có hết rồi. Chưa nói tới cái hồ sơ mật của nó, trong đó mà nó nói về là những cái luật, những cái dự án luật để cho những cái người mà nước là nước ngoài mà mướn đất của Việt Nam của mình á, phải có những cái luật như vậy, mà cái luật nó đưa ra không có cái luật nào ra cái luật nào hết á. Rồi còn nói cái câu à, hai đất nước mà một chế độ. Ủa tại sao lại có hai đất nước mà một chế độ? Chế độ nào khác chế độ đó, đất nước nào khác đất nước đó chứ? Đất nước của Trung Quốc có luật của Trung Quốc, đất nước Việt Nam có luật của Việt Nam, không thể nào mà nhập nhằng giữa Trung Quốc Việt Nam theo một cái luật. Vậy thì hai đất nước theo một cái luật, vậy thì hai đất nước sẽ theo cái luật Việt Nam hay là sẽ theo cái luật của Trung Cộng? Dĩ nhiên các anh chị em biết rồi, biết câu trả lời rồi đúng không? Cho tới bây giờ mà khi tàu của người Việt của mình đi ra ngoài khơi mà bị trúng bom nổ, mà báo vẫn còn đưa ra những cái ngôn từ rất là, mà nói là rất là nhục. Ngư dân của mình đi ra biển vớt vật lạ nên bị nổ đắm chìm tàu. Các anh chị em nghĩ đi, trên cái thế gian này có cái gì, cái vật gì có thể làm cho mình nổ? Thì có bom ở ngoài đó thôi, không? Bom mìn ở ngoài đó thôi, chứ có cái gì mà vật lạ. Bom thì cứ nói bom, mìn thì cứ nói mìn, có cái gì đâu mà phải vật lạ ngoài đó. Đâu phải là vớt được con khủng long đâu mà vật lạ, đúng không? Tàu Việt Nam bị tàu lạ bắn nước rồi ròi vòng chết, không phân biệt được à? Không phân biệt được tàu nào là tàu Việt Nam, tàu nào là tàu của Trung Quốc, tàu nào là tàu của Mỹ à? Thử mà của thằng Mỹ, của thằng nào nước khác mình bắn coi, lãng la làng lên, ô tàu Mỹ bắn tàu Việt Nam, tàu Mỹ bắn tàu Việt Nam, mà thằng Trung Quốc bắn phát cái nó, ô tàu lạ bắn tàu Việt Nam. Cái thứ gì mà của Trung Quốc nó cũng là trở thành lạ hết trơn á, mặc dù nó rất là quen thuộc, nó nhỡn nhơ trong đất nước Việt Nam của mình, mà nghe tới đâu rồi cũng thấy lạ. Tại sao lại sợ cái chữ Trung Quốc tới mức độ như vậy các anh chị em? Mà không hiểu được, từ nhà báo cho tới tất cả, mà nói cái đất nước của mình mà nói là nó mạc vặn rồi. Cho nên các anh chị em phải là cố gắng tập trung vào, đừng có để những cái vấn đề mà đánh phá cá nhân. Hôm nay nói một câu này, nói đánh phá cá nhân mà mắc cười. Một người bạn của Mã nói con câu à, thế là mọi người hùm hùm vô chửi rủa, không chấp nhận được một người đấu tranh mà tại sao có những cái lời phát ngôn mà làm ảnh hưởng luôn cả một dân tộc. Mình nghe mình mắc cười lắm. Ủa, cái câu nói của bạn của Mã, một người nó phát ngôn nói cái câu gì đó, mấy người không thích, cái nói rằng là ảnh hưởng tới một dân tộc. Một câu nói mà ảnh hưởng nguyên của một dân tộc. Bây giờ nhờ kêu cái anh kia phán thêm hai câu nữa cho nó giải thể cộng sản luôn đi,
chúng ta đôi khi mình tức cái cá nhân, mình giận cái cá nhân, mình hà dùa theo cái cá nhân mà mình không có nghĩ rằng cái người đó cũng chẳng là ai hết. Một người thí dụ bây giờ Mã nói nha, đừng có bao giờ nói là Mã không có nói sai, Mã nói sai nhiều lắm. Tại vì sao? Mình không phải là những nhà chuyên gia để mà học qua các trường lớp tập nói, phải nói làm sao để vừa lòng người nghe, nó không phải như vậy. Những anh em mà livestream, lên trên này mà livestream là nói rất là thật từ những cái gì trong cái lòng của mình. Nói dựa trên những cái bài viết, những cái thông tin, những cái tin tức mà tụi này đọc được mà người dân trong nước không có đọc được. Tụi này lên nói có người là kỹ sư, người thì luật sư, người thì làm nail, người thì thất nghiệp, người thì ở nhà giữ con, vân vân và vân vân. Nhiều cái công tác, nhiều cái công việc khác nhau, không có ai giống ai hết. Nhưng mà ở chúng tôi chỉ có chung một cái tấm lòng là nghĩ về quê hương đất nước Việt Nam, cho nên lên cái tiếng nói chung cho người Việt của mình. Không có người nào được lãnh lương, không có người nào được nhận tiền, không có một cái trường lớp nào để dạy cho các anh chị em chúng tôi phải làm livestream như thế nào để vừa lòng người nghe. Đây là những cái sự thật, nói các anh chị em nghe choảng tai, nghe khó chịu hơn là nghe vừa lòng những người nghe. Tại vì tụi này mà làm livestream mà nói để cho những người ngồi nghe gật gù khen hay thì tụi này cũng trở thành những diễn viên điện ảnh, hay trở thành những cái người nói hướng cái dư luận đi một cái con đường sai lệch. Chúng tôi nói những cái tình trạng thật sự đang xảy ra trong nước, cho nên sẽ có những lúc nói sai, nói thiếu suy nghĩ, nói làm cho người nghe cảm thấy khó chịu. Thì tụi này nói thật, các anh chị em phải rộng lòng bỏ qua. Hãy nhìn thấy những cái mà những lần, mấy ngàn lần chúng tôi nói đúng hơn là chầm hâm vô một câu nói sai để mà đánh phá một cái nhiệt huyết nó đang phát triển. Đó là cái mà Mã muốn chia sẻ. Là tại vì nhiều người nói rằng nói như vậy là không thể nào tha thứ được. Xin lỗi nha, bây giờ không tha thứ là làm gì với người ta? Bây giờ không tha thứ, bây giờ nói ô con Mã nói cái câu đó tôi không thể nào chấp nhận được. Rồi bây giờ mấy người làm được cái gì? Mã cũng ăn rồi cũng ngủ rồi cũng đưa con đi học rồi cũng về giáo dục con rồi dạy con, rồi rảnh thì lên làm livestream, không rảnh thì ở nhà ăn chè tiếp. Bây giờ làm sao giờ? Nhưng mà khi các anh chị em giận bực một cái người nào đó, không vào xem tin tức của cái người đó nói, thì chính các anh chị em là những người mất đi cái thông tin, chứ người nói không có ảnh hưởng cái gì hết, đúng không? Cho nên nó cái người Việt của mình á, giống như là Chúa nói vậy á, nếu như mà ai không có lỗi, ai không có tội thì hãy ném đá người đàn bà này đi, đúng không? Các anh chị em nhớ chuyện người đàn bà 2000 năm trước không? Ai người không tội, ai người vô tội, hãy mạnh tay ném đá đi, ném chết tội đồ nhân gian. Cái câu nói trong cái bài hát 2000 năm trước, các anh chị em nhớ không? Thì ngày hôm nay chúng ta là vậy. Trong cuộc sống của mình, đừng có nói là một câu nói sai, mà những lần mình làm sai mà tại sao không ai phát hiện? Cho nên mình nghĩ rằng là mình trong trắng, không có đâu. Người tội, người nào cũng tội đầy mình, chẳng qua là mình chưa bị bắt quả tang, cho nên mình nghĩ rằng ô mình không có tội, mà khi mình bị phát hiện mình mới công nhận đó là mình có tội. Cái quan trọng ở đây là khi cái người làm sai có ý thức được cái điều mình làm sai hay không, có dám đứng ra nhận cái điều mình làm sai hay không, và có sẵn sàng sửa đổi cái điều mình làm sai hay không. Cho nên mình phải rộng lòng tha thứ, bỏ qua được thì bỏ qua. Cái dân tộc mình, cái đất nước mình nó đã khó khăn đủ rồi, mình cần những cái keo để gắn chặt nối mình lại với nhau, để có cái tiếng nói nó mạnh hơn, hơn là đi đánh phá. Hôm nay có nhiều người nhắn tin cho Mã, nói mắc cười: chị Mã ơi, em nghe Henry Bành nói rằng là chị có liên quan tới các nhóm hội đoàn gạt tiền của người ta, có đúng không chị? Em không tin, chị có thể giải thích cho em được hay không? Ban đầu mình mắc cười, mình nói ủa, từ khi mà em theo dõi trang Facebook của chị, em là một người rất là hâm mộ chị, theo dõi của chị, nói chuyện với chị rất là nhiều lần rồi, bây giờ em nghe người ta nói như vậy, em muốn có một lời giải thích từ chị. Mã mới nói, em nghe chị nhiều tới như vậy, em theo dõi chị nhiều tới như vậy, có khi nào chị nhắn tin chị xin tiền em không? Hay là em đã từng xin tiền chị và chị đã từng cho tiền em? Vậy thì chị đi gạt tiền của em, của người ta để làm gì? Và người nào là nạn nhân của chị thì cái người đó hãy mạnh dạn lên tiếng nói, chứ đừng có đi đâm thọt chị, nói qua một người khác, nói qua một người này, nhờ tới 8 người kia để mà lên tiếng nói. Thì các anh chị em phải sáng suốt nghĩ rằng đó có phải là đang bị đánh phá hay không, mà đi nghi ngờ người ta. Thí dụ như bây giờ mình nói trực tiếp, một cái người bạn nào đó của mình đang theo dõi cái livestream này của mình mà bị Mã gạt tiền, bị Mã gạt tình, thì anh chị em đó hãy mạnh dạn lên,
đứng dậy mà nói rằng chính tôi là nạn nhân của Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh gạt tiền tôi 20 đồng đô. Mã Tiểu Linh gạt tình cảm của tôi, làm cho tôi yêu thương Mã Tiểu Linh nhiều quá. Bây giờ tôi nói tôi yêu cổ không chịu yêu tôi. Đó là gạt tình hay sao? Come on. Chúng ta đủ lớn, đủ khôn để ý thức được, để nhận được. Khi nào mà Mã nói, anh ơi, chị ơi, em thương chị quá, em yêu chị quá, chị mà không có yêu em từ từ em chết liền á. Rồi xong rồi, bây giờ, ồ em, chị thương em quá, em thương chị quá, chị phải đưa cho em 100 ngàn. Xong rồi lấy 100 ngàn rồi bỏ trốn. Không, những cái điều đó phải có những cái bằng chứng chứ, đúng không? Đó thì nào mà nói khăng khăng như vậy, mà tự nhiên nhìn nhận rằng cái người đó là đang gạt mình cái gì. Cho nên những cái người nào thật sự là nạn nhân, hãy mạnh dạn lên tiếng nói, để cho cái người bị nói họ có cái cơ hội phản biện lại cái điều đó. Chứ không thể nào, các anh chị em nhục lắm, nếu như mà mình là người bị gạt mà mình không mạnh dạn lên tiếng nói. Thí dụ nha, bây giờ bạn bè cho mượn nhau 20 đồng, 50 đồng, xong rồi cái người kia gạt của mình không có trả, thì bạn có tới trực tiếp đòi cái người cho mượn mình cho mượn tiền hay không? Hay là mình phải đi nhờ một người khác tới đó đòi giùm mình 20 đồng đó? Đúng không? Mình là người cho mượn tiền thì chính mình phải là người đi đòi, chứ mình không phải nhờ bất cứ một người nào đòi hết trơn á. Cái người mượn tiền của mình đâu có phải là ba đầu sáu tay. Nó không phải ba đầu sáu tay giống như mà nói. Bộ hôm á, Facebook Tiger Nguyễn, mà Mã hay gọi tắt là Cọp á, nó nói một cái câu sai, thế là ảnh hưởng luôn cả dân tộc. Hồi nãy Mã mới chia sẻ đó, Mã thử nghĩ á, có gì đâu không tha thứ được. Cọp đó đâu có giết người cướp của hiếp dâm ai đâu, gạt tiền gạt tình ai đâu mà không có tha thứ được. Trong khi mình sống trong cái chế độ cộng sản 43 năm bị nó gạt tiền của mình, nó đóng thuế, mình phải đi làm cực khổ, bỏ tiền ra nuôi cho nó, nuôi cái tù cộng sản này. Cuối cùng thì sao? Mình vẫn rộng lòng tha thứ hết. Mình rộng lòng, mình tha thứ hết, mình bỏ qua, mình không dám nói một tiếng nào hết. Tại sao một cái người mình không quen biết, mình chưa bao giờ đưa ra một đồng nào để nuôi cái người đó hết. Người đó chỉ có cái vấn đề là lên Facebook hết lòng đấu tranh, hết lòng hát cho mọi người nghe, nói cho mọi người biết, cuối cùng phát ngôn một câu, trên trời dưới đất tụi mình xúm vô, quăng đá, ném đá, chửi, nhục mạ cái người đó. Rồi mình được cái gì? Mình mất đi một chiến hữu. Mình đấu tranh, lúc nào mình cũng kêu gọi tụi cán bộ là hãy buông súng, ha, quân đội, hãy buông súng trở về với dân dân. Trong khi đó, mình lại đi chà đạp một người anh em, một chiến hữu của mình, để đẩy họ về với bên tụi cộng sản. Sao vậy? Cái người nào mà mình không thích, chụp nguyên một cái đốm cối lên đầu, ở thằng đó là cộng sản nằm vùng. Tại sao biết thằng đó cộng sản nằm vùng? Nó nói có một câu mình không thích thôi, nó là cộng sản nằm vùng. Trong khi đó những thằng thật sự mà cộng sản, ngày nào nó cũng nói cả ngàn câu cộng sản, nó không phải cộng sản nằm vùng, tại vì nó là cộng sản chính thức. Rồi mình làm gì được nó? Mình không làm gì được nó hết. Chứ mình đi đánh những người mà mình nghi ngờ là cộng sản. Còn những cái thằng mà cộng sản thật sự, mình không đánh nó, mình không viết bài nói về nó, mình không làm livestream chửi nó. Những cái thằng cộng sản thật sự sống ở trong nước, mình không có dám bấm like bài của người khác nói về thằng cộng sản đó. Mà mình chầm hâm vô đi đánh một cái người mà mình nghi là cộng sản, tại vì một câu nói mà mình không thích. Các anh chị thì em có thấy rằng cái người Việt của mình nó xấu xí dễ sợ không? Hả? Giống như là cái con đó mà nó lấy chồng lớn tuổi á. Trời ơi, cái con đó nó đẹp vậy mà nó mê chồng già, nó ham tiền. Giờ nó lấy cái thằng chồng trẻ. Trời ơi, con này nó vậy mà nó muốn làm phi công. Nó lấy cái thằng chồng thiệt nghèo. Ủa nó đẹp vậy mà nó ngu quá vậy, bữa nó không còn ai ưng, sao lấy cái thằng chồng gì mà nó nghèo dã man luôn. Nó lấy cái thằng chồng may mắn, có tiền, có nhà, có cửa, đồ cái thứ gì mà ham tiền. Cái thứ gì người Việt của mình cũng chửi được hết. Bây giờ nó lấy cái thằng chồng mà hung dữ về đánh đập vợ con, đồ cái thứ vợ đàn bà mình, ta nói đàn bà Việt Nam mình nó ngu lắm. Ăn rồi nó cứ lấy cái thằng chồng mà đập cả ngày, sao không bỏ mẹ cho rồi đi. Nó lấy cái thằng chồng mà nó hiền từ, ngày nào mà thương yêu con cái. Trời ơi trời, cái thằng này nó BD, con này nó ưng, cái thằng này nó BD là cái chắc luôn á. Tao thấy gì đàn ông trai gì mà ẻo rã mà cố luôn. Không có một cái gì mà người Việt mình không có nói được hết trơn á. Nha, nó đẻ con không, nó không đẻ con. Nó yêu nhau, nó cưới nhau 7 năm rồi đó mà nó không đẻ con. Nó trích lỗ rồi. Nó đẻ ra một bầy con. Trời ơi, tao nói cả ngày nó không làm cái gì hết, nó chỉ ham vui, nó đẻ từ năm 1. Không có một cái gì mà vừa lòng người Việt mình hết trơn á. Cho nên mà nói cái người Việt của mình nó rất là xấu. Nó xấu cho nên nó cứ rời rạc, nó cứ phải bị đánh phá cái từng cái chỗ này, đánh phá từ cái chỗ kia. Nó bao nhiêu lần mà người ta nói tốt, nói hay, không có được một cái gì hết á. Mà nói sai một cái dập cho tới bến. Ngày hôm qua hôm kia bây giờ nghe tung ra, Việt Khang là cộng sản nằm vùng, đánh phá luôn cả Việt Khang. Có nhiều người tuyên bố tôi sẽ đánh Việt Khang cho tới cùng. Đánh bằng cách nào? Bài viết á, thì chỉ có 5-7 like thôi.
nhà của Việt Khang á, cả triệu người nghe, cả triệu người like. Nó giống như là cái thằng Việt, cái thằng giống như là giống như Châu Phi mà đi đòi đi thả bom nước Mỹ vậy đó. Chi vậy? Khổ cái thân mình chi vậy? Tại sao là mình lại nghi ngờ Việt Khang? Việt Khang là cộng sản nằm vùng. Sao lại biết cộng Việt Khang là cộng sản nằm vùng? Một cái người mà đã đi tù 4 năm, 6 năm quản chế mà mình dám tuyên bố cho rằng người ta lại đi tù, đưa ra những cái câu nói Việt Khang nói với cái chị A này, những cái câu như vậy chúng tôi không đồng ý. Có nghe chính miệng Việt Khang nói không? Hay là chỉ nghe từ cái chị A nói mà thôi, mà mình không có thật sự đi kiểm chứng cái điều đó, đúng không? Rồi bây giờ nói tôi nghe nói là Việt Khang ở trong tù á, là đã nhận tội. Có điều đó có hay không? Có ai biết không? Vậy cái lúc mà Việt Khang ở trong tù á, người nào người nào là cái người đứng bên để mà nghe Việt Khang nói là nhận tội? Thí dụ nha, Việt Khang là gì? Việt Khang cũng đâu có phải là một người đấu tranh trong đi về ngành chính trị, hay là một lãnh đạo, hay là một cái người gì đứng đầu của đất nước đâu. Không có. Việt Khang cũng giống như Mã Tiểu Linh, cũng giống như các chị em đang ngồi coi diễn đàn đây thôi, chẳng qua là thích thấy cái đất nước này đang trong cái tình trạng lâm nguy, phát ngôn ra, viết ra những cái bài hát, hát cho mọi người cùng nghe. Có lấy tiền không? Không lấy tiền. Ai thích hát cứ tự nhiên hát. Người già, người trẻ, người trên rừng, trong núi vẫn hát được những cái bài hát của Việt Khang, chưa bao giờ thâu một đồng tiền nào hết trơn á. Vậy thì rồi xong bị đi tù. Vậy thì Việt Khang là gì? Tự nhiên chúng ta nâng Việt Khang lên thành một người quá là lừng danh, bắt để cho Việt Khang đi tù này kia ra, rồi nói là Việt Khang nhận tội. Thí dụ nha, cho là anh có nhận tội trong tù đi. Rồi sao? Chúng ta có những cái lúc 4 năm trời, các anh chị em, 4 năm trời trong tù, chúng ta sống ở ngoài cái xã hội này, không có ở trong tù, mà chúng ta vẫn cảm nhận được những cái sự khó khăn. Bao nhiêu người sống trong cái cuộc sống này mà nói rằng chị ơi, nếu như em không vì hai đứa con của em, nếu như em không vì mẹ già thì em muốn chết cho rồi, chết cho khuất mắt trong cái xã hội này đi. Tại vì em thấy em là những người vô dụng, thấy những cái chuyện xảy ra trong cái xã hội này mà em không có một cái phương cách nào làm cái gì hết, em muốn chết quách đi cho xong. Chúng ta có những cái giai đoạn. Ngoài ra còn những người chỉ là vì yêu đương thôi, cũng có thể nghĩ quẩn tới cái mức độ muốn dẹp bỏ tất cả. Thì bây giờ mà nói Việt Khang ở trong tù, thí dụ thôi nha, cái này là thí dụ cá nhân của Mã. Việt Khang nhận tội, tại vì cái lúc đó anh bị đánh đập nhiều quá, anh bị cái này bị cái kia. Việt Cộng hỏi anh có nhận tội hay không, anh có nhận tội rằng là những cái bài hát này là anh viết hay không? Cho là lúc đó Việt Khang viết với 5-7 người khác cùng nhau viết. Việt Khang nhận đúng, cái đó là lỗi của tôi, cái đó là chính tôi viết những cái bài nhạc đó. Cái đó cũng cho là nhận tội hay sao? Có những lúc chúng ta nhận để cứu những người khác thì tại sao chúng ta không nhận? Anh dũng, anh hùng là cái chỗ đó. Mình sẵn sàng nhận. Bây giờ, thí dụ như Mã đã từng có một nhóm bạn lo về cái vụ dù xanh cho Mã. Cuối cùng một người bị bắt. Anh đâu có khai tới mấy đứa kia, anh bị đánh đập rất là nhiều trong tù. Anh đâu có khai. Anh chỉ nói rằng đúng, chính tôi là người đưa ra cái vụ dù này. Tôi là người đi san sẻ, chia sẻ ra, chia dù ra, là một mình tôi làm hết. Anh không hề khai tên của bất cứ một người nào đó hết. Đó là sao? Mình cho rằng người đó đã khai, đã nhận tội trong tù à? Đâu có phải đâu. Tùy theo cái sự nhận tội của mình như thế nào. Mình nhận mà mình nhận sáng suốt, mình nhận để mình cứu những người khác, chứ không phải mình nhận rồi á, là tôi cộng thêm 15 đứa nữa. Viết những cái bài nhạc này, tôi cộng thêm 12 đứa nữa, nhà 12 đứa đó ở chỗ này, chỗ này, chỗ này. Mình chỉ điểm ra những cái người khác để họ cùng bị bắt chung với mình. Cái đó mới là nhận tội, cái đó mới là sai. Còn mình nhận tội, đúng rồi, chính tôi làm điều đó, tôi viết bài đó. Hồi đó Mã đi quay cái video ở bên Việt Nam, mà lúc mà trước khi mà bị biểu tình đó, cuối cùng nó bắt, nó hỏi có phải là Mã quay cái video đó không. Các anh chị em nghĩ đi, một mình Mã biết đi ra đường, tới cái địa điểm nào, cầm được cái máy quay video một mình Mã sao? Không có đâu. Phải có sự hỗ trợ của bạn bè ở trong nước mới đưa Mã được tới cái chỗ đó, mới đứa đứng canh, đứa đứng giữ xe, đứa đi gửi xe, mới chở Mã được tới cái chỗ đó, mới quay được cái video Mã muốn quay, rồi mới lên xe, mới chở Mã đi chỗ khác, chở về Mã về là khách sạn. Phải có chứ. Phải có sự hỗ trợ của anh em trong nước mới làm được cái chuyện đó chứ. Mã đâu có khùng có điên để mà nhận rồi ô không, tôi không quay video đó, tôi quay có thêm 2-3 đứa nữa nó giúp tôi à? Đâu có đâu. Mà nó tôi quay đó, tôi là người, tôi lái xe, tại tôi thấy công cộng ngay đó thì tôi đi taxi tới đó, thì taxi thì thằng nào chả làm taxi được đúng không? Xe taxi đưa tôi tới đó rồi tôi đi ngang, tôi thấy thì tôi quay, không có liên quan tới ai hết.
Mã bị bắt, nó tìm ra trong áo của Mã có mấy cái áo gì Novomosa đúng không, cút khỏi Việt Nam rồi này nọ. Nó hỏi áo này đâu, cá cầm nước sạch dân cầm minh bạch. Một hai nó hỏi áo này ai đưa, mà nó không ai đưa hết trơn á. Tôi mua, mua đâu, tôi mua trên Đà Lạt, tôi ra chỗ công viên hồ than thở gì đó, có thằng nhỏ đó đi ngang nó hỏi chị em còn mấy cái áo em bán chưa có xong, chị mua giùm em với, rồi tôi trả tiền rồi tôi mua áo đó thôi. Tại sao mình phải đưa ra những nhận đó, tôi nhận tội, tôi mua, tôi nhận những cái áo đó là của tôi, chứ tôi đâu bao giờ tôi nhận áo đó là ai cho, ai tặng, ai đưa cho tôi, mắc mớ gì lôi tên những người đó ra. Đó là những cái cách mà mình nói không phải như vậy, là cho rằng là ở trong tù nhận tội, chứ không lẽ mình nói một cách không. Áo đó nó thần kỳ lắm, tự nhiên trong vali tôi mở ra tôi thấy áo tôi nằm trong vali à, cái đó mới là nhục, cái đó mới là không đúng. Mình sẵn sàng nhận tội, sẵn sàng nhận, nhưng mà cái nhận tội của mình nó không có liên quan tới một người nào đó hết, thì chẳng có gì phải nhục hết, cái đó lại càng được vinh danh, cái đó lại càng được cảm ơn. Chứ còn mà mình nhận ra sau đó mình cộng thêm 15 đứa để mà làm việc theo với mình, để 15 đứa nó vô tù theo chung với mình, cái đó mới là sai. Cho nên những người mà đánh phá Việt Khang cho rằng ô anh ở trong tù anh nhận tội, mình không có ở trong tù chung với Việt Khang, thì mình đừng có ngồi đây mà mình phán, hoặc là chỉ nghe có một chiều. Khi mà một người nào đó hỏi mình, Mã ngồi cái chỗ này Mã biết tại sao Mã khô cổ rồi, là tại vì hồi chiều á Mã chiên chim cút ở cái chỗ này, cho nên cái mùi khói nó còn, cho nên có lẽ vậy mà Mã bị khô cổ. Hết một chai nước rồi đó nha bà con. Cho nên á, ý của Mã nói đó, mình nghe cái gì mình đừng có nghe một chiều, mình phải cho cái người kia cái cơ hội để mà phản biện lại. Nhiều khi chúng ta có những cái quyền mà giống như là người khác hỏi á, anh à, em nghe cái ông ba, ông A, ông B, ông C nói anh dạy vậy đó, anh nghĩ sao? Kệ nó chứ, nó muốn nói gì nói, anh đâu có rảnh đâu mà phải ngồi đó mà giải thích cho nó làm gì. Trong khi đó tự nhiên cái đi nói anh nghe Việt Khang nó nói vậy vậy đó, thì anh phải la làng lên cho mọi người, Việt Khang phải gọi điện thoại để mà giải thích cái vấn đề đó. Ủa vậy cho mình có, bây giờ mình nghĩ mình là ai mà bắt Việt Khang phải trực tiếp gọi điện thoại để mà giải thích và trả lời những cái nghi ngờ của mình đối với Việt Khang. Mình không có là ai hết á, Việt Khang cũng chẳng có là ai đó, Việt Khang chỉ là một người trong mấy chục triệu người chung với chúng ta, đơn giản là như vậy. Các anh chị em đừng có đặt để Việt Khang ở một cái điểm cao quá, để rồi từ mình thất vọng, từ mình tuyệt vọng, từ mình cho rằng là Việt Khang không có còn đấu tranh như ý của mình muốn nữa. Cái này là một cái đất nước chung, ai có lòng thì đấu tranh, ai thích làm cái gì theo ý của người đó thì đấu tranh, miễn sao nó nghiêng về cái tích cực chứ không phải là cái tiêu cực. Chứ mình không thể nào mình đặt để Việt Khang phải đấu tranh theo cái ý của mình. Bây giờ 90 triệu dân cùng xuống đường đấu tranh. Bây giờ trên Facebook của mình có 10 người, 20 người làm livestream đấu tranh, 20 người có 20 cách phương hướng khác nhau. Thế là mình bắt Việt Khang phải đi theo hướng của mình. Việt Khang không đi theo hướng của mình, Việt Khang phải trả lời những cái câu hỏi của 20 người kia. Vậy thì còn chi nữa là nhân chủ, còn chi nữa là cái quyền cá nhân của mỗi người. Mình đang đấu tranh cho cái dân chủ, mình đang đấu tranh cho cái nhân quyền, thì cái nhân quyền đó, cái quyền con người đó, mình phải cho tất cả mọi người được hưởng cái điều đó. Mình đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa, con cháu của Việt Nam Cộng Hòa, thì trước tiên mình phải học cái sự nhân văn, mình phải học được cái lòng tha thứ, mình phải học được cái chuyện mà dân chủ. Dân chủ ở đây là cái gì? Cái quyền mình được lên tiếng nói, phản biện, suy nghĩ, tư duy của cá nhân của mình, chứ không phải là quyền được nhục mạ, xỉ xói, nói xấu người khác, chém giết, nói nặng lời đối với người khác. Cái đó không phải là cái quyền, mà cái đó là cái xúc phạm. Chúng ta phải hiểu rõ cái vấn đề đó, để chúng ta không có đi lệch lạc cái con đường. Mai đây khi đất nước của mình có thật sự có dân chủ rồi, chúng ta phải rộng lòng, phải chấp nhận cái sự khác biệt của nhau. Dân chủ ở đây là gì? Trong một nhà 5 đứa 6 cái ý kiến khác nhau, mỗi đứa có một cái ý kiến, 5 đứa tổng lại thêm một cái ý kiến khác được, có nghĩa là 6 cái ý kiến khác nhau. Mình phải chấp nhận cái điều đó. Anh giỏi thì anh phải dùng những cái ngôn từ thuyết phục người khác để người khác theo cái ý của anh, chứ không phải anh dùng những cái ngôn từ mất dạy
mà nói tục chửi thề để cho người khác nản lòng, không có dám cãi lại, không có thể nào có một cái lời gì để mà phản biện là cái điều đó của anh, bắt buộc phải theo anh. Cái đó là áp đặt chứ không phải là dân chủ. Cho nên á, tại sao cái đất nước khác họ văn minh, họ dân chủ, họ đưa ra những cái phản biện hùng hồn để minh bạch cái điều đó. Khi chúng ta ra tòa bất cứ một cái tội tình gì, ông tòa ông có trái cầu thần kỳ để biết được thằng nào đúng thằng nào sai không. Một bên bên nào cũng có luật sư hết, luật sư biện hộ cho cả hai bên. Thì cái luật sư nào có đủ cái ngôn từ để thuyết phục người nghe, để thuyết phục ông tòa, để ông tòa nói rằng bên A đúng và bên B sai. Chứ ông tòa ông đâu có kêu là cái crystal ball, là cái trái cầu thủy tinh để mà nhìn thấy thằng nào đúng thằng nào sai, đúng không? Và đó là cái sự công bằng. Anh hay, anh giỏi, anh hãy dùng cái kiến thức và cái ngôn từ của anh để thuyết phục người ta phải nghe theo anh. Chứ anh không thể nào mà anh dùng cờ lờ đờ mến chữ thề để bắt người ta phải theo anh được. Cái đó là không có đúng, Mã không có đồng ý cái điều đó. Rồi, có người nhắn tin cho Mã hỏi là Mã có ủng hộ cái vấn đề Mã đấu tranh như vậy, Mã có ủng hộ cái nhóm người mà kêu gọi đấu tranh khỏa thân hay không, biểu tình khỏa thân hay không. Mã nói rằng mỗi người, giống như Mã nói, mỗi người có một cái cách, một cái phương thức đấu tranh khác nhau, không có ai giống ai hết. Mã ủng hộ những người nào có thể làm được một cái gì đó cho đất nước. Mã ủng hộ khác, Mã tham gia là khác. Hỏi Mã có tham gia vào vấn đề đấu tranh biểu tình khỏa thân hay không? Câu trả lời là thưa không, Mã không dám làm cái điều đó. Mã yêu nước mà có cái cách đấu tranh của Mã khác. Chứ không có người nói rằng ôi sao chị nói là chị ủng hộ nhưng mà chị không chịu tham gia. Vô lý, ủng hộ là một vấn đề, tham gia là một vấn đề khác. Thí dụ như bây giờ nhiều người sống ở trong nước, họ tham gia các cuộc biểu tình, họ có chịu xuống đường biểu tình không? Rất là nhiều người ở hải ngoại tham gia các cuộc xuống đường biểu tình, họ có xuống đường biểu tình chung không? Không, họ ngồi ở nhà, họ cho 50, 100 để mà mua nước, mua bánh, mua trái để ủng hộ, để giúp đỡ những người xuống đường biểu tình khác nước. Họ giúp đỡ những người bị đánh đập do các cuộc biểu tình, mua thuốc, mua men. Có những người không xuống đường biểu tình nhưng mà trong tay của họ lúc nào cũng có một cái thùng medical kia là gì, thuốc. Họ có một cái thùng thuốc để chuẩn bị những cái trang bị cá nhân, để chuẩn bị nhỡ ai bị đổ máu, ai bị thương, họ có liền những cái đồ đó để mà chăm sóc cho những người, để mà giúp đỡ những người đó. Đó là một cách ủng hộ. Tham gia nó là một vấn đề khác. Có những cái mình tham gia được, có những cái mình không có tham gia được. Riêng bản thân của Mã mà nghĩ rằng người dân Việt Nam của mình, cái Á Đông của mình rất là kín đáo, cho nên nó xuống đường biểu tình mà khỏa thân. Bây giờ kêu xuống đường biểu tình bình thường thôi, còn chưa có bao nhiêu người dám đi nữa mà kêu là xuống đường biểu tình khỏa thân. Thì cái đó là một cái suy nghĩ tốt, nó bộc phát, nó thoát ra khỏi cái thủ tục, phong tục tập quán của người Việt của mình. Nhưng nó tốt, nhưng không có nghĩa là nó sẽ có hiệu quả. Và đó là lý do mà Mã không thể tham gia. Nếu như có thể tham gia được, Mã sẽ là những người tiên phong đi xuống đường biểu tình chung với các cha, với các anh chị em ở trong giáo phận giáo hội. Những cái cuộc biểu tình bình thường bất bạo động, chắc chắn nếu như Mã có ở đó, Mã sẽ đi. Chứ còn nói mà khỏi thân thì chắc chắn Mã không đi. Nhưng mà có nghĩa là Mã có ủng hộ không? Mã vào ủng hộ những cái điều đó. Cần đưa nước, cần đưa tiền, cần đưa lotion để mà chống nắng, ok, Mã ủng hộ cho, không sao hết trơn á. Làm được thì cứ làm, ai làm được cái gì thì làm để thay đổi cái đất nước này. Nhưng mà mình phải làm một cái, bằng một cái phương án sáng suốt. Bây giờ nó không khỏa thân, Mã có ủng hộ những cái cuộc biểu tình xuống được bạo động hay không? Câu trả lời vẫn là thưa không. Mã không ủng hộ những cuộc xuống đường biểu tình bạo động, tại vì như vậy á, nó ảnh hưởng tới những người đi biểu tình. Nhỡ như những người đó bị đánh đập, bị tra tấn thế này kia, thì những người ở nhà, những cái người mà xúi, những cái người mà xúi dục anh chị em xuống đường biểu tình bạo động, thì những cái anh chị em phải có cái biện pháp giải cứu những người bạo động đó. Phải có những cái tiền để sẵn, để những người mà xuống đường bạo động đó, nhỡ họ trở tay không kịp, họ bị cái gì, thì chúng ta có khả năng để nuôi lại cái gia đình của họ hay không? Đó là những người làm lương chính trong gia đình, nhỡ bị đập, mình xuống đường mình bạo động thì dĩ nhiên sẽ có người khác bạo động lại cho mình, đúng không? Thì mình bị thương, gia đình của mình ai lo? Anh nằm một chỗ rồi, ai lo cho anh? Những cái người xúi dục á, có chăm sóc được những người đó hay không? Có giúp đỡ gia đình được hay không? Có những cái phương pháp biện án gì để mà giúp đỡ những người đó hay không? Không làm được thì đừng có xúi. Chừng nào làm được mới xúi, còn không làm được đừng có xúi. Còn những người mà xúi, hay là những người đó là những người tiên phong đi đầu mà đi, đúng không? Đi đầu đi chứ đừng có ngồi đó mà xúi không như vậy.
Mình phải làm sao để mình bảo vệ sự an toàn đầu tiên của người dân. Nhiều người nói đây là lúc không thể nào là chúng ta có thể chờ đợi được. Nếu như là anh xung phong, anh nhắn tin cho Mã: chị Mã, em chịu không có nổi nữa đâu, kỳ này là em xuống rồi, em biểu tình đó, thằng nào mắc dạy em đập chết mẹ nó luôn. Cái đó là cái tự nguyện của các anh chị em. Các anh chị em trên 18 tuổi Mã không có cản được. Mã chỉ khuyên nhớ cẩn thận nha, đừng có làm những cái chuyện khờ dại mà ảnh hưởng tới bản thân của mình. Phải nghĩ tới là cái sự an toàn là trên hết. Mã chỉ khuyên được như vậy thôi. Chứ Mã không thể nào xuống đi đập chết mẹ tụi nó đi. Đâu có đọc được mà Mã xúi nhẹo các anh chị em bị thương. Mã trốn ở bên Mỹ này Mã đâu có làm gì được cho các anh chị em đâu, đúng không? Cho nên nếu như người nào nghĩ rằng ô, có nhiều người nói Mã là cộng sản năm vùng, Mã là cộng sản năm vùng, tại vì cái tên Mã Tiểu Linh, Mã là tình báo Hoa Nam. Vậy thì những cái người đã từng nói chuyện với Mã đã bao giờ bị bắt, bị đi tù vì những cái gì mà các anh chị em chia sẻ với Mã không? Chưa hề có. Vậy thì cộng sản ở chỗ nào? Nếu như cộng sản hả, Mã giả bồ, Mã dụ cho một phát mấy đứa dồn vô một nhóm, Mã kêu công an tới bắt luôn lượt cho nó xong cho rồi đi. Tại sao Mã phải thông báo cho mọi người trốn chạy để làm gì, đúng không? Và hơn nữa, Mã ở nước ngoài á, xong rồi á, Mã có cộng sản hay là không cộng sản, mấy người làm gì được Mã? Cái dân địa phương ở đây ha, nếu như Mã mà thật sự là cộng sản nằm vùng á, thì cái dân địa phương mà chỗ Mã sống á, họ biết trước tiên các anh chị em ở bên Việt Nam rồi, đúng không? Không có cần phải nói nhiều, mà thấy có nhiều đứa mà nó phán, mà có nhiều người ngu tin. Cái thằng phán á, nó ngu đã đành rồi, mà cái thằng ngu nó tin theo. Hôm qua hôm kia có thằng kia nói Mã chứ, có Mã Tiểu Linh á, mà ở Sài Gòn á, là nguyên cái Sài Gòn biết nó, là gia đình của nó là cộng sản nòi. Trời trời, Mã mà cộng sản nòi, cái thằng nào mà phát một cái câu đó, cái thằng đó mới chính là cộng sản. Các anh chị em nên nhớ, cho nên chúng ta phải sáng suốt, đừng có bao giờ để cho những cái thằng cộng sản đó, những cái dư luận viên đó đánh phá và chia rẽ anh em của mình. Đây là cái thời điểm mà chúng ta phải tập trung tư duy và suy nghĩ chung vào lại với nhau, phải có cái sự đoàn kết để bảo vệ nhau, để mà phản đối cái vấn đề mà Quốc hội sẽ chấp nhận, để mà đưa ba đặc khu đó vào cái chỗ mà cho Trung Quốc mướn 99 năm. Cái điểm đó mới là cái điểm chính, cái điểm đó mới là cái điểm quan trọng. Còn tất cả những cá nhân hiềm khích nho nhỏ kia không là cái gì hết. Chúng ta phải bỏ qua hết, đừng có bao giờ để trong đầu của mình, để mà giận hờn vu vơ, để mà bực tức người này, bực tức người nọ. Rồi cuối cùng, chính người dân trong nước là những người chịu thiệt thòi. Giống như Mã nói, ba cái đặc khu đó là đã có sự sắp đặt rõ ràng của nhà cầm quyền Việt Nam rồi, đã nằm trong dự tính, đã nằm hết trong những dự án. Cái chuyện mà ngồi họp quốc hội lần cuối cùng để mà bấm nút chỉ là một cái thủ tục cuối cùng để mà hợp thức hóa cái vấn đề đó, mà che mắt thiên hạ, che mắt người dân, cho rằng là những cái vấn đề này được ngồi họp, được dự kiến, được sự đồng ý. Cho tất cả đã xong rồi, và năm 2020 chỉ còn 2 năm nữa thôi. Nhưng ngày hôm nay nó đã công khai, chính thức công khai giao đất nước Việt Nam cho Trung Quốc. Và đây là lúc mà các anh chị em chúng ta phải cùng nhau đứng dậy biểu tình phản đối cái vấn đề này. Làm sao để đứng dậy biểu tình phản đối cái vấn đề này có hiệu quả? Thì trước tiên một lần nữa chúng ta phải biểu tình một cách ôn hòa, bất bạo động. Chúng ta phản đối cái điều đó, chúng ta có thể ghi những cái băng rôn không đồng ý cho Trung Quốc mướn đất. Mình phải ghi những cái băng rôn như vậy, mình tới những cái chỗ mà văn phòng đồn của công an, những nơi có quốc hội đại biểu thế này thế kia. Chứ mình không thể nào mà mình ngồi ở nhà, hay là mình tụ tập, mình phải bỏ đi cái vấn đề và mình tụ tập ở một góc, một nơi, chụp hình cho đã để đăng Facebook. Nó không có được cái sự mà đã từng thấy có nhiều nhóm làm những cái băng rôn xong rồi tụ tập lại một nơi nào đó, đứng tụ lại với nhau, cầm băng rôn lên la làng lên: đã cộng sản Việt Nam hại nước, bán hại dân, bán nước này kia. Không tới 3 phút nữa, quay video chụp hình xong, xong rồi đủ rồi, xong tắt video, tắt hết, giải tán, nhà ai nấy về. Tại sao mình phải diễn những cái điều đó để mà quay video để mà lừa gạt cái người hải ngoại để làm gì? Rất là tội những người hải ngoại, tại vì những người hải ngoại thấy như vậy mừng quá, người dân của mình đã sáng mắt ra rồi, người dân của mình đã nhìn thấy sự thật rồi, người dân của mình đã chịu đứng lên rồi. 3 phút à, share video đầy lên trên Facebook luôn, có kết quả không? Không có. Đó là lý do tại sao mấy chục năm chúng ta xuống đường biểu tình mà không có kết quả, là tại vì những người thử, những người thật sự có lòng đi về đó: chị Mã ơi, nó xạo lắm chị Mã, nó đeo băng rôn là nó la một hai ba câu, nó thay áo, sống thay áo thay quần đi về giải tán hết trơn à, nó đi qua đường, nó dòm trước dòm sau, nó la làng, chạy trước khi cảnh sát tới, trước khi công an tới,
Cho nên á, những cái cuộc biểu tình như vậy nó không có hiệu quả. Và từ từ, tại sao từ một cái số rất là đông mà nó giảm lần cho tới mức độ không còn người nào đi biểu tình hết, là tại vì họ không thấy được cái kết quả. Chúng ta không có thể nào mà ngồi đó chờ đợi một lãnh tụ đứng ra cùng nhau kêu gọi, mà chúng ta phải làm tất cả những cái điều đó phát xuất từ cái tấm lòng, từ cái mà bất đồng chính kiến, từ cái mà mình phản đối lại cái hành động của nhà cầm quyền. Những cái gì phát xuất từ trong cái tâm, nó sẽ đến được với từ cái tâm, nó mới có được cái kết quả như ý của mình muốn. Chứ còn mà mình chỉ làm chỉ vì hình ảnh để mà đăng Facebook, để mà quảng bá lên, để rồi xin tiền ở hải ngoại thì rất là khó. Nó chỉ được cái lúc đó mà thôi, còn sau về dài nó sẽ không có. Các anh chị em, mà không nói là tất cả mọi người đều như vậy, mà nó đã có xảy ra những cái trường hợp như vậy. Cho nên đây là những cái mà chúng ta rút tỉa kinh nghiệm, chứ không phải là đừng có nói là mà đang trách móc bất cứ một hội đoàn nhóm nào, không có. Đây là những cái kinh nghiệm để mà chúng ta phải làm sao từ những cái cuộc biểu tình nho nhỏ nó sẽ trở thành những cái cuộc biểu tình rất là lớn. Nó cộng thêm người, nó cộng thêm người và nó cộng thêm người. Khi mà cái số người nó phát triển đông và lớn thì bảo đảm nhà cầm quyền Việt Nam không thể nào đàn áp, không thể nào làm được cái gì cho chúng ta hết trơn á. Các chị em nghĩ đi, chúng ta phản đối về cái bot thâu tiền, đúng không? Những cái trạm thâu tiền của người ta, của những người tài xế lái xe. Thì mình phản biện bằng cái cách nào? Trong khi đó, nó nói là cái bot mở cửa lại để mà thâu tiền. Nó đem nguyên một quân đội của công an, của tự vệ ra đó, đứng cầm súng, cầm vũ khí để làm giống như là đi bắt mafia, đi bắt một cái nhóm xe mà chuyển thuốc phiện qua cái con đường đó giống như vậy đó. Mới thoáng nhìn qua tưởng đâu là đội đặc nhiệm đi bắt cướp. Không, nó đang đứng canh cái trạm xe bot đó ở bên cái nước nào đó mà quên cái tên rồi. Nhưng mà người dân cũng phản biện, phản đối cái nhà cầm quyền đó để những cái trạm mà thâu tiền phí. Người dân phản biện bằng cách nào? Quăng bom xăng, đốt bắt tiêu mấy cái trạm đó, thấy lửa cháy phùng phục luôn. Hình như hôm qua kia có anh chị em nào xe đó. Những cái mà mình phản biện lại, mình phải có cái hành động thiết thực để mà phản biện, chứ không thể nào là mình chỉ nói tôi không đồng ý mà mình không có thể hiện cái hành động của mình không có đồng ý, thì mình vô tình làm cho nhà cầm quyền Việt Nam nghĩ rằng tụi nó nói như vậy thôi, chứ tụi nó đâu dám làm gì đâu, thì sẽ không có cái sự thay đổi các anh chị em ha. Ok, bây giờ đeo kiến vô nha, ai thắc mắc ai hỏi gì nói trả lời nha. Cảm ơn Vincent Đoàn. Các ai thắc mắc có câu hỏi gì không? Hồi nãy giờ mà nói được bao lâu rồi, một tiếng chưa các anh chị em? Dân Pháp đốt trạm, đúng rồi, Tường Đăng nói đúng đó, là bên Pháp đúng rồi đó. Thế thì chúng ta phản đối máy bay tăng giá thì mình đừng đi máy bay, mình đi tàu, mình đi xe lửa, mình đi xe hơi. Các anh chị em nghĩ sao về Việt Nam của mình á? Từ ngày mà Trung Quốc vào Việt Nam của mình là cái gì? Tàu lửa mà trong một tuần mà bị đụng nhau 4 trạm như vậy, đó có phải đụng bình thường không đâu. Đụng những cái chiếc tàu, những cái tàu lửa mà chở hàng hóa, nó không phải là chỉ là một tiếng rồi hả? Cảm ơn bé Thanh nha. Cảm ơn bé Thanh nhiều lắm. Có nghĩa là nó làm cho mình bị đốt tàu, chọc đường ray, lật tàu, đâu có phải là chết người không đâu, mà hư đường ray, cản trở giao thông của những chuyến tàu kế tiếp, đổ hàng hóa, người dân không còn hàng hóa để mà mua, nó đốt nhà ở, nó đốt trường học, đốt bệnh viện, đốt rừng, đâu có cái gì mà nó không đốt được đâu, nó đốt trụi hết trơn rồi. Như vậy nó phá cái kinh tế của người Việt của mình. Những cái chợ búa nó muốn mua lại, nó muốn là mà cướp của mình, nó không cướp, nó không làm gì hết, nó đem nó đốt. Người dân của mình, những cái tiểu thương trở thành những người trắng tay trong đêm. Rồi thì như thế nào? Muốn vào lại đó để mà ở, để mà buôn bán hả? Phải trả tiền của nó, cảm ơn Văn Định. Phải trả tiền cho nó rất là nhiều, đúng không? Rồi thì người dân lại trở thành, không phải chỉ có người dân mất đất không, mà những người tiểu thương ở trong các chợ cũng trở thành những người dân oan luôn. Thì người dân của mình thấy như thế nào? Đúng không? Mình phản đối, mình phản biện lại những cái vấn đề đó, mình phải có những cái hành động thiết thực. Chứ mình không thể nào, mình không thể nào mà mình nói rằng tôi phản đối, tôi tức quá, tôi lên Facebook tôi phản đối. Facebook không có giải quyết được những cái sự bất mãn của các anh chị em, mà phải thể hiện rõ cái quan điểm của mình. Đừng có chờ một người nào làm cái điều đó cho mình, mà chính mình kệ nó đi giảng phan, mà là cộng sản nằm vùng.
Thì chúng ta phải làm cái điều đó và đừng có chờ người khác làm những cái điều đó cho mình, và chính mình phải đứng dậy, mình phải làm cái vấn đề đó để cho những người khác theo thì nó sẽ hay hơn ha các anh chị em. Ok, cái livestream của mình hơn một tiếng đồng hồ rồi, tiếng cũng sắp tắt luôn rồi, không có thể nào nói tiếp được nữa. Ngày mai đi pha nước chanh uống rồi mình nói chuyện tiếp á, ngày mai chủ nhật rồi. Chủ nhật thì không có đi làm, ở nhà mà sẽ nói chuyện với các anh chị em tiếp. Ai có thắc mắc gì nữa hay không? Không có thắc mắc thì mình sẽ mình sẽ ngừng cái livestream của mình ngang đây. Cảm ơn Diễm Nguyễn. Ai thả tim ở ngoài đó cho Mã, cảm ơn nhiều lắm nha chị Hồng Nguyễn. Trời, hôm nay chủ nhật. Ồ, là chủ nhật ở bên Việt Nam thôi, ở bên Mã chưa là cái chủ nhật. Hi Jenny, bên Mã đang còn là tối thứ bảy á. Cảm ơn Tường Đăng. Ok, nếu như mọi người không có câu hỏi thắc mắc thì mình sẽ tắt cái livestream mình ngang đây ha. Ngày mai mình gặp lại nha. Jenny thả tim quá trời nha. Jenny chút nữa dẫn Jenny đăng chè ha. Ok, cảm ơn mọi người ha. Bye bye. Dĩ nhiên là phải có tổ chức. Ok. Cảm ơn Thanh Minh. Hòa Bình mà người dân chết vì ung thư nó còn nặng nhiều hơn chết vì tai nạn giao thông, nó còn nhiều hơn chết vì bom đạn. Thì các chị em suy nghĩ như thế nào? Số người dân của Việt Nam của mình, 90 triệu dân, đùng một cái trong 2 năm qua nó tăng lên hơn 100 triệu dân. Dân mình đi đâu? Sống ở đâu? Cho nên từ đó dân của mình trở thành những người dân oan càng ngày càng đông, người dân càng ngày càng đói. Trung Quốc vào Việt Nam của mình đặt hàng mua trái cây, từ loại trái cây này tới loại trái cây khác, đặt cho nhiều để cho người dân bỏ công sức vô trồng, bỏ công sức vô buôn bán, cuối cùng thì không bán được trái nào hết. Giống như ngày hôm qua hôm kia Mã giải thích cho các anh chị em nghe cái vấn đề trái vải. Giống như là hôm thứ sáu Mã đi mua vải ở bên này, một ký vải là 5.99 đồng, là tính ra là gần 6 đồng, không thuế má nó vô là đúng là hơn 6 đồng một pound. Một pound là mới có nửa ký thôi, mua một ký vải thôi là tính ra là 12 đồng đô, là gần 250 ngàn. Có nhiều người cười nói Mã tại sao mua mắc dữ vậy, chỗ của tôi mua chỉ có 3 đồng, tại sao chỗ Mã mua là tới 6 đồng? Thật sự là như vậy đó các anh chị em. Nhiều khi ở bên Cali thì cái chỗ đó nó có thể rẻ hơn, các anh chị em về tới Florida nhiều khi chỉ còn 2 đồng, nhưng mà ngay cái thành phố Virginia của Mã ở, về ngay cái thành phố Hampton, cái chỗ mà nhỏ nhắn hẻo lánh này ở, thì một pound 6 đồng, mình nói đó là rẻ. Mừng là có nhãn để mà ăn, có vải để mà ăn. Cái ở đây không phải là cái vấn đề là ăn không, nhưng mà mình so sánh một ký vải ở nước ngoài bán tới 250 ngàn tiền Việt Nam, trong khi đó vải ở bên Việt Nam 7 ngàn đồng một ký vẫn không có ai mua. Có nhiều người trồng cây xong muốn đốn luôn cả cây, bỏ luôn cả cây, trong khi đó những người khác cũng là người Việt ở những cái thành phố khác không có vải để ăn. Trẻ em vẫn còn chết đói, người dân vẫn còn đói, nhưng mà làm sao? Nhiều người nói tại sao không cho người dân ăn. Thật sự làm sao mà cho? Những cái nông dân đó họ trồng vải, họ chỉ mong bán cho thương lái buôn thôi, nhưng bây giờ họ chở đi cái số vải mấy tấn như vậy, chở đi đâu? Cho ai bây giờ? Tiền bán vải không được, không sinh sống được, họ bán, họ cho đi, họ đổ đi với những giọt mồ hôi nước mắt của họ. Bây giờ chở đi bao nhiêu tấn vải đó, đem đi đâu? Đây là cái lỗi của nhà cầm quyền Việt Nam. Mã nói cho nghe, thí dụ như bên Mỹ họ không có trồng vải, nhưng mà họ sẽ trồng những cái trái cây khác. Họ trồng nào là cam, thí dụ như ha, cam, apple, táo, rồi nho rồi này nọ. Thì mỗi năm hoặc họ sản xuất bất cứ một cái gì á, thì chính phủ sẽ yêu cầu rằng ok, cái ngành nông nghiệp này họ cần một năm là 3 tấn trái nho. Bạn nói thí dụ vậy không? Thì nông dân họ sẽ trồng đúng 3 tấn nho để mà họ cung cấp tới những cái chỗ chợ bán buôn nhỏ để họ bán ra. Thì nông dân của họ biết hôm nay là 3 tấn vải nho, sang năm là tháng này là 3 tấn cà rốt, tháng tới là 3 tấn táo. Mà nói thí dụ con số như vậy thôi. Cho nên nó không có sự cạnh tranh mà ồ, cái trái này mình bán được, hoặc là mình phải bán nhiều hơn để mình bán rẻ hơn với so với chỗ nọ, tạo ra một cái chỗ là có bao nhiêu đất ùn nhau đi trồng cái cây mà mình nghĩ rằng là mình bán được, cuối cùng mình bán không có được giá, và cây là đem đổ, trái cây đem đổ. Bên này muốn ăn thì phải chờ tới sang năm mới ăn lại. Có những cái trái nho mà tiếng Việt mà không biết kêu là gì, mà tiếng Anh nó kêu là merchandise, đúng vào cái mùa đó, đúng vào cái tháng đó có cái trái đó ăn, bao nhiêu đó trong cái thời gian đó không ăn thôi, hết không có để mà ăn.
chứ không phải nó ô mình tha hồ mình muốn ăn bây giờ rẻ quá. Nhưng mà không, năm nay nó 5 đồng một pound, sáng năm nó cũng 5 đồng một pound, chứ nó không thể nào lên 6 đồng hay 7 đồng hay là 10 đồng. Nó kêu là inflation, là cái số tiền giá mà nó bị lên xuống, bị lạm phát bởi cái đồng tiền nó mất giá. Nhưng không có như vậy. 20 năm trước, 1 đồng đô nó vẫn trị giá 1 đồng đô. 20 năm sau, 1 đồng đô nó vẫn trị giá 1 đồng đô. Chứ đâu phải như là Việt Nam, 20 năm trước, 10 đồng, 100 ngàn, 5 năm sau phải đổi thành 1 triệu mới có giá trị, mới mua được một cái món hàng đó. Nó rất là vô lý. Hồi xưa, từ hồi nhỏ mà mới qua Mỹ, 1 đồng mà ăn được cái kem rất là ngon. Bây giờ mấy chục năm sau cũng 1 đồng ra McDonald's vẫn mua được cái kem rất là ngon. Cái đồng tiền của nó giữ, đương nhiên tiền nó sẽ lạm phát, nó sẽ mất giá. Nhưng cái vấn đề là nó mất giá ở một cái mức độ rất là nhỏ, không có đáng kể. Người dân hồi xưa đi làm, và khi nó mất giá như vậy thì người dân làm cái lương nó nhiều hơn, để nó bù đắp vào mỗi năm công ty, bất cứ chỗ nào họ làm á, thì họ cũng sẽ cho tăng lên cái mức lương. Ồ, năm nay sẽ lên 2%, lên 3%, lên 5%, có nơi lên tới 10%, để bù đắp vô cái số tiền mà bị lạm phát. Chứ không phải như Việt Nam, làm cực, làm khổ, làm khó khăn, cuối cùng, cuối năm, cuối tháng vẫn không được cái số tiền đó. Cái tiền mà mình làm cả năm trời không đủ chi phí trong một tháng, hai tháng, trong một cuộc sống gia đình, lúc nào cũng phải lo lắng miếng ăn cơm uống. Chứ không thể như ở bên Mỹ, ồ mình làm cực khổ một tháng, mình làm cực khổ một năm, mình làm vài năm, mình có tiền, mình dư mua nhà, mua xe, đi chỗ này, đi chỗ kia, đi travel. Cái chai nước của mình mới đây đâu rồi? À, em lấy được rồi, chờ mãi chút nha, mà lấy cái chai nước. I had it. Xin lỗi nha, tức quá, nói nóng quá luôn rồi nè, tắt tiếng luôn, nói cho mấy người nghe rồi đó. Cho nên á, là ở bên này á, mình làm, tại sao Việt Nam của mình cứ nghĩ rằng á, đi qua Mỹ là cái thiên đường. Tại vì đi qua Mỹ á, ai á, ở Việt Nam sống cực, sống khổ như thế nào không có biết. Nhưng mà qua Mỹ một thời gian rồi, tự nhiên cái cô này đi về Việt Nam trở thành Việt Kiều, ăn mặc đồ đẹp, có nhà, có cửa, hoặc là nhiều người gửi con đi qua Mỹ để hy vọng nó làm, nó có tiền, nó gửi về Việt Nam, nó giúp đỡ gia đình, nó trả nợ. Tại sao không có thấy ai từ bên Việt Nam, từ bên Mỹ đi về Việt Nam làm để kiếm tiền gửi của Mỹ trả nợ cho vậy? Đâu có phải nó ở Mỹ không có mắc nợ, ở bên Mỹ có mắc nợ nhiều lắm. Nhưng mà có ai ở bên Mỹ đi về Việt Nam làm để gửi tiền qua Mỹ trả nợ không? Không hề có. Đó là tại sao cái nước Mỹ nó giàu mạnh, tại lúc nào nó cũng tạo cơ hội, nó giúp đỡ cho người dân có công ăn việc làm vững chắc. Chứ không phải như Việt Nam của mình, bên này mà nói là nông dân, mà farmer ha, họ giàu lắm. Tới khi mà tới mùa trái cây mà họ hái, họ bán, họ rất là giàu. Mình về tới những cái nơi mà vùng quê mà xa xôi mà hẻo lánh á, là người bên này họ giàu lắm. Tôi tự nhiên muốn tắt tiếng rồi. Bên này họ giàu lắm, họ làm, họ nuôi chăn bò, nuôi heo, nuôi gà, rồi họ rất là giàu. Chứ không phải như bên Việt Nam của mình, cứ thấy cứ tới mùa Tết thì người bán hoa khóc, tới mùa thăng long thì tới người thăng long, người trồng thăng long khóc. Bây giờ tới cái mùa vải, thả là mình thất thu, mình thất mùa, mình khóc đã đành đi. Mình trồng được quá trời nhiều vải, mình gặt hái được quá trời nhiều vải mà mình vẫn khóc. Tại vì không bán được, không có người thâu mua. Hồi xưa Trung Quốc nó mua với cái giá như thế nào, bây giờ nó cho người ta trồng cho thật nhiều, cuối cùng nó không thâu, nó không mua. Mình phải trả tiền cho người ta làm, người ta hái, người ta bỏ thùng, người ta đóng thùng, rồi bây giờ trả thêm tiền cho người ta đem đi đổ nữa. Cuộc sống của người Việt của mình nó không bao giờ mà nó được bình an, nó không bao giờ nó kêu là nó vững chắc ở một cái mức độ nào hết. Từ người giàu cho tới người nghèo đều sống trong phập phòng lo sợ. À, cái ông nào ngày hôm qua mã đọc, hù nóng dễ sợ luôn á. Cái ông nào ngày hôm qua mà mã đọc, ổng tổng bí thư gì đó, mà ổng vì lạm phát hối lộ 51 tỷ các anh chị em. 51 tỷ, con số tiền đó lớn như thế nào? Tại sao khi mà ông hối lộ mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy trăm triệu, thank you, mấy trăm triệu mà không phát hiện, mà lên tới con số là 51 tỷ, lúc đó mới phát hiện và ông bị tử hình đúng không? Ông bị tuyên án là tử hình. Các anh chị em nghĩ rằng là ông thật sự bị tử hình hay sao? Nếu như nói rằng những người tham nhũng, những người tham tiền, những người tham lam của trong ban, của cán bộ lãnh đạo thì sẽ bị tử hình theo cái quy định giống như vậy. Ủa?
Chứ sao ông tử hình ông Đinh La Thăng? Ông Đinh La Thăng là tham nhũng tới 600 tỷ, ở tù 18 năm, 14 năm. Thì tại sao ông không có bị tử hình như ông này chỉ 51 tỷ thôi? Đó là tại vì sao? Thích người nào giết người đó, chẳng có theo một cái quy định, chẳng theo một cái luật nào hết. Phải giết cái thằng nhỏ để cứu cái thằng lớn, đem cái thằng nhỏ ra để mà che mắt thiên hạ. Vào cái thời điểm, các anh chị em nghĩ đi, vào cái thời điểm mà nó đang ký giấy tờ, nó bấm nút để nó giao ba cái đặc khu này cho Trung Quốc, thấy người dân lên tiếng nói, lên tiếng phản đối, thì nhà cầm quyền Việt Nam phải làm một cái gì đó nó hơn, nó nóng bỏng hơn cái đặc khu này, để cho người dân người ta chầm ham vô, giống như là thoa dịu cái nỗi đau của người dân. Cho nên đem một thằng chốt ra chết thí cho cái công cuộc này, mà nó xin lỗi cũng chưa chắc là cái ông này chết. Khi nó tuyên bố tử hình, nó đem vô trong tù, mình cũng không biết là ổng đi đâu. Có thể là ổng lại xuất cảnh đi qua một cái nước khác, hoặc là chết thay cho một cái người khác, thả một cái thằng tù khác, đem cái thằng này vô nói là tử hình để mà thay cho một thằng tù khác được thoát ra. Không chừng ông này đi để mà thế cho Đinh La Thăng ra, rồi một ngày nào đó chúng ta lại thấy Đinh La Thăng nhỡn nha nhỡn nhơ ở bên Đức, ở bên Tiệp Khắc hay là các nước Trung Cộng khác, mình đâu có biết được. Cho nên mà nói các anh chị em, khi chúng ta phải sáng suốt, cái lúc này là cái lúc rất là nguy hiểm, khi mà tình thế đang rất là căng thẳng, thì nhà cầm quyền Việt Nam sẽ đưa ra rất là nhiều tù dư luận viên để mà đánh phá cái công cuộc của chúng ta. Các anh chị em có thấy đúng hồi nào tới giờ cái người Việt của mình á rất là mất cái sự đoàn kết. Cái người này nói xấu người kia, cá nhân đâm thọt của người này, thật có, giả có, đánh phá chia rẽ đều có. Nhưng mà mỗi khi có một cái vấn đề gì mà nó quan trọng nhất, thì nó sẽ xảy ra những cái chuyện đánh phá nó dữ dội hơn. Từ một câu nói, từ một cái hành động. Xin lỗi nha. Từ một cái câu nói, từ một cái hành động, để cho chúng ta tập trung vào đánh phá những cái cá nhân, mà quên đi cái đại cuộc, quên đi cái sự việc đó đi. Còn chi nữa là nhân chủ, còn chi nữa là cái quyền cá nhân của mỗi người. Mình đang đấu tranh cho cái dân chủ, mình đang đấu tranh cho cái nhân quyền, thì cái nhân quyền đó, cái quyền con người đó, mình phải cho tất cả mọi người được hưởng cái điều đó. Mình đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa, con cháu của Việt Nam Cộng Hòa, thì trước tiên mình phải học cái sự nhân văn, mình phải học được cái lòng tha thứ, mình phải học được cái chuyện mà dân chủ. Dân chủ ở đây là cái gì? Cái quyền mình được lên tiếng nói, phản biện, suy nghĩ, tư duy của cá nhân của mình, chứ không phải là quyền được nhục mạ, xỉ xói, nói xấu người khác, chém giết, nói nặng lời đối với người khác. Cái đó không phải là cái quyền, mà cái đó là cái xúc phạm. Chúng ta phải hiểu rõ cái vấn đề đó, để chúng ta không có đi lệch lạc cái con đường. Mai đây khi đất nước của mình có thật sự có dân chủ rồi, chúng ta phải rộng lòng, phải chấp nhận cái sự khác biệt của nhau. Dân chủ ở đây là gì? Trong một nhà 5 đứa, 6 cái ý kiến khác nhau, mỗi đứa có một cái ý kiến, 5 đứa tổng lại thêm một cái ý kiến khác được, có nghĩa là 6 cái ý kiến khác nhau. Mình phải chấp nhận cái điều đó. Anh giỏi thì anh phải dùng những cái ngôn từ thuyết phục người khác để người khác theo cái ý của anh, chứ không phải anh dùng những cái ngôn từ mất dạy mà nói tục chửi thề để cho người khác nản lòng, không có dám cãi lại, không có thể nào có một cái lời gì để mà phản biện là cái điều đó của anh, bắt buộc phải theo anh. Cái đó là áp đặt, chứ không phải là dân chủ. Cho nên á, tại sao cái đất nước khác họ văn minh, họ dân chủ, họ đưa ra những cái phản biện hùng hồn để minh bạch cái điều đó. Khi chúng ta ra tòa bất cứ một cái tội tình gì, ông tòa ông có trái cầu thần kỳ để biết được thằng nào đúng thằng nào sai không. Một bên, bên nào cũng có luật sư hết, luật sư biện hộ cho cả hai bên. Thì cái luật sư nào có đủ cái ngôn từ để thuyết phục người nghe, để thuyết phục ông tòa, để ông tòa nói rằng bên A đúng và bên B sai. Chứ ông tòa ông đâu có kêu là cái crystal ball, là cái trái cầu thủy tinh để mà nhìn thấy thằng nào đúng thằng nào sai, đúng không? Và đó là cái sự công bằng. Anh hay, anh giỏi, anh hãy dùng cái kiến thức và cái ngôn từ của anh để thuyết phục người ta phải nghe theo anh. Chứ anh không thể nào mà anh dùng cờ lờ đờ mỡn chữ thề để bắt người ta phải theo anh được. Cái đó là không có đúng, Mã không có đồng ý cái điều đó. Rồi, có người nhắn tin cho Mã hỏi là Mã có ủng hộ cái vấn đề Mã đấu tranh như vậy, Mã có ủng hộ cái nhóm người mà kêu gọi đấu tranh khỏa thân hay không, biểu tình khỏa thân hay không. Mã nói rằng mỗi người, giống như Mã nói, mỗi người có một cái cách, một cái phương thức đấu tranh khác nhau, không có ai giống ai hết.
mà ủng hộ những người nào có thể làm được một cái gì đó cho đất nước, mà ủng hộ khác, mà tham gia là khác. Hỏi Mã có tham gia vào vấn đề đấu tranh biểu tình khỏa thân hay không? Câu trả lời là thưa không, mà không dám làm cái điều đó. Mã yêu nước mà có cái cách đấu tranh của Mã khác. Chứ không có người nói rằng ôi sao chị nói là chị ủng hộ nhưng mà chị không chịu tham gia. Vô lý. Ủng hộ là một vấn đề, tham gia là một vấn đề khác. Thí dụ như bây giờ nhiều người sống ở trong nước, họ tham gia các cuộc biểu tình, họ có chịu xuống đường biểu tình không? Rất là nhiều người ở hải ngoại tham gia các cuộc xuống đường biểu tình, họ có xuống đường biểu tình chung không? Không, họ ngồi ở nhà, họ cho 50, 100 để mà mua nước, mua bánh, mua trái để ủng hộ, để giúp đỡ những người xuống đường biểu tình khát nước. Họ giúp đỡ những người bị đánh đập do các cuộc biểu tình, mua thuốc, mua men. Có những người không xuống đường biểu tình nhưng mà trong tay của họ lúc nào cũng có một cái thùng medical kia là gì, thuốc. Họ có một cái thùng thuốc để chuẩn bị những cái trang bị cá nhân, để chuẩn bị nhỡ ai bị đổ máu, ai bị thương, họ có liền những cái đồ đó để mà chăm sóc cho những người, để mà giúp đỡ những người đó. Đó là một cách ủng hộ. Tham gia nó là một vấn đề khác. Có những cái mình tham gia được, có những cái mình không có tham gia được. Riêng bản thân của Mã mà nghĩ rằng người dân Việt Nam của mình, cái Á Đông của mình rất là kín đáo, cho nên nó xuống đường biểu tình mà khỏa thân. Bây giờ kêu xuống đường biểu tình bình thường thôi, còn chưa có bao nhiêu người dám đi nữa, mà kêu là xuống đường biểu tình khỏa thân, thì cái đó là một cái suy nghĩ tốt. Nó bộc phát, nó thoát ra khỏi cái thủ tục, phong tục tập quán của người Việt của mình. Nhưng nó tốt, nhưng không có nghĩa là nó sẽ có hiệu quả. Và đó là lý do mà Mã không thể tham gia. Nếu như có thể tham gia được, Mã sẽ là những người tiên phong đi xuống đường biểu tình chung với các cha, với các anh chị em ở trong giáo phận giáo hội, những cái cuộc biểu tình bình thường bất bạo động. Chắc chắn nếu mà Mã có ở đó, Mã sẽ đi. Chứ còn nói mà khỏi thân thì chắc chắn Mã không đi. Nhưng mà có nghĩa là Mã có ủng hộ không? Mã vẫn ủng hộ những cái điều đó. Cần đưa nước, cần đưa tiền, cần đưa lotion để mà chống nắng. Ok, Mã ủng hộ cho, không sao hết trơn á. Làm được thì cứ làm, ai làm được cái gì thì làm để thay đổi cái đất nước này. Nhưng mà mình phải làm một cái, bằng một cái phương án sáng suốt. Bây giờ nó không có thân, Mã có ủng hộ những cái cuộc biểu tình xuống được bạo động hay không? Câu trả lời vẫn là thưa không. Mã không ủng hộ những cuộc xuống đường biểu tình bạo động. Tại vì như vậy á, nó ảnh hưởng tới những người đi biểu tình. Nhỡ như những người đó bị đánh đập, bị tra tấn hay này kia, thì những người ở nhà, những cái người mà xúi, những cái người mà xúi dục anh chị em xuống đường biểu tình bạo động, thì những cái anh chị em phải có cái biện pháp giải cứu những người bạo động đó. Phải có những cái tiền để sẵn, để những người mà xuống đường bạo động đó, nhỡ họ trở tay không kịp, họ bị cái gì, thì chúng ta có khả năng để nuôi lại cái gia đình của họ hay không? Đó là những người làm lương chính trong gia đình. Nhỡ bị đập, mình xuống đường mình bạo động, thì dĩ nhiên sẽ có người khác bạo động lại cho mình, đúng không? Thì mình bị thương, gia đình của mình ai lo? Anh nằm một chỗ rồi, ai lo cho anh? Những cái người xúi dục á, có chăm sóc được những người đó hay không? Có giúp đỡ gia đình được hay không? Có những cái phương pháp biện án gì để mà giúp đỡ những người đó hay không? Không làm được thì đừng có xúi. Chừng nào làm được mới xúi, còn không làm được đừng có xúi. Còn những người mà xúi, hay là những người đó là những người tiên phong đi đầu mà đi, đúng không? Đi đầu đi chứ đừng có ngồi đó mà xúi không như vậy. Mình phải làm sao để mình bảo vệ sự cái sự an toàn đầu tiên của người dân. Nhiều người nói đây là lúc không thể nào là chúng ta có thể chờ đợi được. Nếu như là anh xung phong, anh nhắn tin cho Mã: chị Mã, em chịu không có nổi nữa đâu, kỳ này là em xuống đường em biểu tình đó, thằng nào mắc dạy em đập chết mẹ nó luôn. Cái đó là cái tự nguyện của các anh chị em. Các anh chị em trên 18 tuổi Mã không có cản được. Mã chỉ khuyên nhớ cẩn thận nha, đừng có làm những cái chuyện khờ dại mà ảnh hưởng tới bản thân của mình. Phải nghĩ tới là cái sự an toàn là trên hết. Mã chỉ khuyên được như vậy thôi, chứ Mã không thể nào xuống đi đập chết mẹ tụi nó đi. Đâu có đọc được mà Mã xúi nhẹo các anh chị em bị thương. Mã trốn ở bên Mỹ này, Mã đâu có làm gì được cho các anh chị em đâu, đúng không? Cho nên nếu như người nào nghĩ rằng ô, có nhiều người nói Mã là cộng sản năm vùng, Mã là cộng sản năm vùng, tại vì cái tên Mã Tiểu Linh, Mã là tình báo Hoa Nam. Vậy thì những cái người đã từng nói chuyện với Mã đã bao giờ bị bắt, bị đi tù vì những cái gì mà các anh chị em chia sẻ với Mã không? Chưa hề có. Vậy thì cộng sản ở chỗ nào? Nếu như cộng sản hả, Mã giả bồ, Mã dụ cho một phát mấy đứa dồn vô một nhóm, Mã kêu công an tới bắt luôn lượt cho nó xong cho rồi đi. Tại sao Mã phải thông báo cho mọi người trốn chạy để làm gì, đúng không? Và hơn nữa, Mã ở nước ngoài á, xong rồi á, Mã có cộng sản hay là không cộng sản, mấy người làm gì được Mã? Cái dân địa phương ở đây ha, nếu như Mã mà thật sự là cộng sản nằm vùng á, thì cái dân địa phương mà chỗ Mã sống á,
họ biết trước tiên các anh chị em ở Việt Nam rồi, đúng không? Không có cần phải nói nhiều, mà thấy có nhiều đứa mà nó phán, mà có nhiều người ngu tin cái thằng phán á, nó ngu đã đành rồi mà cái thằng ngu nó tin theo. Hôm qua kia có thằng kia nói mã chứ, có Mã Tiểu Linh á, mà ở Sài Gòn á, là nguyên cái Sài Gòn biết nó, là gia đình của nó là cộng sản nòi. Trời trời, Mã mà cộng sản nòi, cái thằng nào mà phát một cái câu đó, cái thằng đó mới chính là cộng sản. Các anh chị em nên nhớ, cho nên chúng ta phải sáng suốt, đừng có bao giờ để cho những cái thằng cộng sản đó, những cái dư luận viên đó đánh phá và chia rẽ anh em của mình. Đây là cái thời điểm mà chúng ta phải tập trung tư duy và suy nghĩ chung vào lại với nhau, phải có cái sự đoàn kết để bảo vệ nhau, để mà phản đối cái vấn đề mà Quốc hội sẽ chấp nhận để mà đưa ba đặc khu đó vào cái chỗ mà cho Trung Quốc mướn 99 năm. Cái điểm đó mới là cái điểm chính, cái điểm đó mới là cái điểm quan trọng. Còn tất cả những cá nhân hiềm khích nho nhỏ kia không là cái gì hết, chúng ta phải bỏ qua hết, đừng có bao giờ để trong đầu của mình để mà giận hờn vu vơ, để mà bực tức người này bực tức người nọ, rồi cuối cùng chính người dân trong nước là những người chịu thiệt thòi. Giống như Mã nói, ba cái đặc khu đó là đã có sự sắp đặt rõ ràng của nhà cầm quyền Việt Nam rồi, đã nằm trong dự tính, đã nằm hết trong những dự án. Cái chuyện mà ngồi họp quốc hội lần cuối cùng để mà bấm nút chỉ là một cái thủ tục cuối cùng để mà hợp thức hóa cái vấn đề đó, mà che mắt thiên hạ, che mắt người dân, cho rằng là những cái vấn đề này được ngồi họp, được dự kiến, được sự đồng ý. Cho tất cả đã xong rồi, và năm 2020 chỉ còn 2 năm nữa thôi, nhưng ngày hôm nay nó đã công khai, chính thức công khai giao đất nước Việt Nam cho Trung Quốc. Và đây là lúc mà các anh chị em chúng ta phải cùng nhau đứng dậy biểu tình phản đối cái vấn đề này. Làm sao để đứng dậy biểu tình phản đối cái vấn đề này có hiệu quả? Thì trước tiên một lần nữa chúng ta phải biểu tình một cách ôn hòa, bất bạo động. Chúng ta phản đối cái điều đó, chúng ta có thể ghi những cái băng rôn không đồng ý cho Trung Quốc mướn đất. Mình phải ghi những cái băng rôn như vậy, mình tới những cái chỗ mà văn phòng đồn của công an, những nơi có quốc hội đại biểu thế này thế kia. Chứ mình không thể nào mà mình ngồi ở nhà, hay là mình tụ tập, mình phải bỏ đi cái vấn đề và mình tụ tập ở một góc một nơi, chụp hình cho đã để đăng Facebook. Nó không có được cái sự mà đã từng thấy có nhiều nhóm làm những cái băng rôn xong rồi tụ tập lại một nơi nào đó, đứng tụ lại với nhau, cầm băng rôn lên la làng lên, đã cộng sản Việt Nam hại nước, bán hại dân, bán nước này kia. Không tới 3 phút nữa, quay video chụp hình xong, xong rồi đủ rồi, xong tắt video, tắt hết, giải tán, nhà ai nấy về. Tại sao mình phải diễn những cái điều đó để mà quay video để mà lừa gạt cái người hải ngoại để làm gì? Rất là tội những người hải ngoại, tại vì những người hải ngoại thấy như vậy mừng quá, người dân của mình đã sáng mắt ra rồi, người dân của mình đã nhìn thấy sự thật rồi, người dân của mình đã chịu đứng lên rồi. 3 phút à, share video đầy lên trên Facebook luôn, có kết quả không? Không có. Đó là lý do tại sao mấy chục đang xảy ra về Việt Nam của mình ngày hôm nay nó nói là nó ký giấy, nó đang họp hội nghị, không có họp mẹ gì trơn á, tất cả là sắp xếp hết rồi, biểu ngữ cũng có rồi, làm thông đường cũng có rồi, giấy tờ quyết định cũng không thông có hết rồi, chưa nói tới cái hồ sơ mật của nó, trong đó mà nó nói về là những cái luật, những cái dự án luật để cho những cái người mà nước ngoài mà mướn đất của Việt Nam của mình á, phải có những cái luật như vậy, mà cái luật nó đưa ra không có cái luật nào ra cái luật nào hết á. Rồi còn nói cái câu hai đất nước mà một chế độ. Ủa tại sao lại có hai đất nước mà một chế độ? Chế độ nào khác chế độ đó? Đất nước nào khác đất nước đó chứ? Đất nước của Trung Quốc có luật của Trung Quốc, đất nước Việt Nam có luật của Việt Nam, không thể nào mà nhập nhằng giữa Trung Quốc Việt Nam theo một cái luật. Vậy thì hai đất nước theo một cái luật, vậy thì hai đất nước sẽ theo cái luật Việt Nam hay là sẽ theo cái luật của Trung Cộng? Dĩ nhiên các anh chị em biết rồi, biết câu trả lời rồi đúng không? Cho tới bây giờ mà khi tàu của người Việt của mình đi ra ngoài khơi mà bị trúng bom nổ, mà báo vẫn còn đưa ra những cái ngôn từ rất là, mà nói là rất là nhục. Ngư dân của mình đi ra biển vớt vật lạ nên bị nổ đắm chìm tàu. Các anh chị em nghĩ đi, trên cái thế gian này có cái gì, cái vật gì có thể làm cho mình nổ? Thì có bom ở ngoài đó thôi, đúng không? Bom mìn ở ngoài đó thôi, chứ có cái gì mà vật lạ
bom thì cứ nói bom, mìn thì cứ nói mìn, có cái gì đâu mà phải vật lạ ngoài đó, đâu phải là vớt được con khủng long đâu mà vật lạ, đúng không? Tàu Việt Nam bị tàu lạ bắn nước rồi ròi vòng chết, không phân biệt được à, không phân biệt được tàu nào là tàu Việt Nam, tàu nào là tàu của Trung Quốc, tàu nào là tàu của Mỹ à, thử mà của thằng Mỹ, của thằng nào nước khác mình bắn coi, lẫn la làng lên, ô tàu Mỹ bắn tàu Việt Nam, tàu Mỹ bắn tàu Việt Nam, mà thằng Trung Quốc bắn phát cái nó, ô tàu lạ bắn tàu Việt Nam, cái thứ gì mà của Trung Quốc nó cũng là trở thành lạ hết trơn á, mặc dù nó rất là quen thuộc, nó nhỡn nhơ trong đất nước Việt Nam của mình, mà nghe thấy đâu rồi cũng thấy lạ, tại sao lại sợ cái chữ Trung Quốc tới mức độ như vậy các anh chị em? Mà không hiểu được, từ nhà báo cho tới tất cả mà nó cái đất nước của mình mà nó lên nó mạc vặn rồi, cho nên các anh chị em phải là cố gắng tập trung vào, đừng có để những cái vấn đề mà đánh phá cá nhân. Hôm nay nói một câu này, nói đánh phá cá nhân mà mắc cười, một người bạn của Mã nói con câu à, thế là mọi người hùm hùm vô chửi rủa, à, không chấp nhận được, à, một người đấu tranh mà tại sao có những cái lời phát ngôn mà à, làm ảnh hưởng luôn cả một dân tộc, mình nghe mình mắc cười lắm. Ủa, cái câu nói của bạn của Mã, một người nó phát ngôn nói cái câu gì đó mấy người không thích, cái nói rằng là ảnh hưởng tới một cái một dân tộc, một câu nói mà ảnh hưởng nguyên của một dân tộc, bây giờ nhờ kêu cái anh kia phán thêm hai câu nữa cho nó giải thể cộng sản luôn đi. Chúng ta đôi khi mình tức cái cá nhân, mình giận cái cá nhân, mình hài dùa theo cái cá nhân mà mình không có nghĩ rằng cái người đó cũng chẳng là ai hết. Một người thí dụ bây giờ Mã nói nha, đừng có bao giờ nói là Mã không có nói sai, mà nói sai nhiều lắm. Tại vì sao? Mình không phải là những nhà chuyên gia để mà học qua các trường lớp tập nói, phải nói làm sao để vừa lòng người nghe, nó không phải như vậy. Những anh em mà livestream, lên trên này mà livestream là nói rất là thật từ những cái gì trong cái lòng của mình, nói dựa trên những cái bài viết, những cái thông tin, những cái tin tức mà tụi này đọc được mà người dân trong nước không có đọc được. Tụi này lên nói, có người là kỹ sư, người thì luật sư, người thì làm nail, người thì thất nghiệp, người thì ở nhà giữ con, vân vân và vân vân, nhiều cái công tác, nhiều cái công việc khác nhau, không có ai giống ai hết. Nhưng mà ở chúng tôi chỉ có chung một cái tấm lòng là nghĩ về quê hương đất nước Việt Nam, cho nên lên cái tiếng nói chung cho người Việt của mình. Không có người nào được lãnh lương, không có người nào được nhận tiền, không có một cái trường lớp nào để dạy cho các anh chị em chúng tôi phải làm livestream như thế nào để vừa lòng người nghe. Đây là những cái sự thật, nói các anh chị em nghe choảng tai, nghe khó chịu hơn là nghe vừa lòng những người nghe. Tại vì tụi này mà làm livestream mà nói để cho những người ngồi nghe gật gù khen hay, thì tụi này cũng trở thành những diễn viên điện ảnh, hay trở thành những cái người nói hướng cái dư luận đi một cái con đường sai lệch. Chúng tôi nói những cái tình trạng thật sự đang xảy ra trong nước, cho nên sẽ có những lúc nói sai, nói thiếu suy nghĩ, nói làm cho người nghe cảm thấy khó chịu. Thì tụi này nói thật, các anh chị em phải rộng lòng bỏ qua. Hãy nhìn thấy những cái mà những lần, mấy ngàn lần chúng tôi nói đúng, hơn là chầm hâm vô một câu nói sai để mà đánh phá một cái nhiệt huyết nó đang phát triển. Đó là cái mà Mã muốn chia sẻ, là tại vì nhiều người nói rằng nói như vậy là không thể nào tha thứ được. Xin lỗi nha, bây giờ không tha thứ là làm gì với người ta? Bây giờ không tha thứ, bây giờ nói ô con Mã nói cái câu đó tôi không thể nào chấp nhận được, rồi bây giờ mấy người làm được cái gì? Mã cũng ăn rồi cũng ngủ rồi cũng đưa con đi học rồi cũng về giáo dục con rồi dạy con, rồi rảnh thì lên livestream, không rảnh thì ở nhà ăn chè tiếp, bây giờ làm sao giờ? Nhưng mà khi các anh chị em giận bực một cái người nào đó, không vào xem tin tức của cái người đó nói, thì chính các anh chị em là những người mất đi cái thông tin, chứ người nói không có ảnh hưởng cái gì hết, đúng không? Cho nên cái người Việt của mình á, giống như là Chúa nói vậy á, nếu như mà ai không có lỗi, ai không có tội, thì hãy ném đá người đàn bà này đi, đúng không? Các anh chị em nhớ chuyện người đàn bà 2000 năm trước không? Ai người không tội, ai người vô tội, hãy mạnh tay ném đá đi, ném chết tội đồ nhân gian. Cái câu nói trong cái bài hát 2000 năm trước, các anh chị em nhớ không? Thì ngày hôm nay chúng ta là vậy, trong cuộc sống của mình, đừng có nói là một câu nói sai, mà những lần mình làm sai mà tại sao? Không ai phát hiện, cho nên mình nghĩ rằng là mình trong trắng, không có đâu. Người tội, người nào cũng tội đầy mình, chẳng qua là mình chưa bị bắt quả tang, cho nên mình nghĩ rằng ô mình không có tội, mà khi mình bị phát hiện mình mới công nhận đó là mình có tội. Cái quan trọng ở đây là khi cái người làm sai có ý thức được cái điều mình làm sai hay không, có dám đứng ra nhận cái điều mình làm sai hay không, và có sẵn sàng sửa đổi cái điều mình làm sai hay không. Cho nên mình phải rộng lòng tha thứ, bỏ qua được thì bỏ qua. Cái dân tộc mình, cái đất nước mình nó đã khó khăn đủ rồi,
mình cần những cái keo để gắn chặt nối mình lại với nhau, để có cái tiếng nói nó mạnh hơn, hơn là đi đánh phá. Hôm nay có nhiều người nhắn tin cho Mã, nói mắc cười: chị Mã ơi, em nghe Henry Bành nói rằng là chị có liên quan tới các nhóm hội đoàn gạt tiền của người ta, có đúng không chị? Em không tin, chị có thể giải thích cho em được hay không? Ban đầu mình mắc cười, mình nói ủa, từ khi mà em theo dõi trang Facebook của chị, em là một người rất là hâm mộ chị, theo dõi của chị, nói chuyện với chị rất là nhiều lần rồi, bây giờ em nghe người ta nói như vậy, em muốn có một lời giải thích từ chị. Mã mới nói á, em nghe chị nhiều tới như vậy, em theo dõi chị nhiều tới như vậy, có khi nào chị nhắn tin chị xin tiền em không? Hay là em đã từng xin tiền chị và chị đã từng cho tiền em? Vậy thì chị đi gạt tiền của em, của người ta để làm gì? Và người nào là nạn nhân của chị thì cái người đó hãy mạnh dạn lên tiếng nói, chứ đừng có đi đâm thọt chị, nói qua một người khác, nói qua một người này, nhờ tới 8 người kia để mà lên tiếng nói. Thì các anh chị em phải sáng suốt nghĩ rằng đó có phải là đang bị đánh phá hay không mà đi nghi ngờ người ta. Thí dụ như bây giờ mình nói trực tiếp, một cái người bạn nào đó của mình đang theo dõi cái livestream này của mình mà bị Mã gạt tiền, bị Mã gạt tình, thì anh chị em đó hãy mạnh dạn lên đứng dậy mà nói rằng chính tôi là nạn nhân của Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh gạt tiền tôi 20 đồng đô, Mã Tiểu Linh gạt tình cảm của tôi, làm cho tôi yêu thương Mã Tiểu Linh nhiều quá, bây giờ tôi nói tôi yêu cổ không chịu yêu tôi, đó là gạt tình hay sao? Come on, chúng ta đủ lớn đủ khôn để ý thức được, để nhận được khi nào mà Mã nói anh ơi, chị ơi, em thương chị quá, em yêu chị quá, chị mà không có yêu em từ từ em chết liền á, rồi xong rồi bây giờ em, chị thương em quá, em thương chị quá, chị phải đưa cho em 100 ngàn, xong rồi lấy 100 ngàn rồi bỏ trốn. Không, những cái điều đó phải có những cái bằng chứng chứ, đúng không? Đó thì nào mà nói khăng khăng như vậy mà tự nhiên nhìn nhận rằng cái người đó là đang gạt mình cái gì. Cho nên những cái người nào thật sự là nạn nhân, hãy mạnh dạn lên tiếng nói để cho cái người bị nói họ có cái cơ hội phản biện lại cái điều đó. Chứ không thể nào, các anh chị em nhục lắm nếu như mà mình là người bị gạt mà mình không mạnh dạn lên tiếng nói. Thí dụ nha, bây giờ bạn bè cho mượn nhau 20 đồng 50 đồng, xong rồi cái người kia gạt của mình không có trả, thì bạn có tới trực tiếp đòi cái người cho mượn mình cho mượn tiền hay không, hay là mình phải đi nhờ một người khác tới đó đòi giùm mình 20 đồng đó, đúng không? Mình là người cho mượn tiền thì chính mình phải là người đi đòi, chứ mình không phải nhờ bất cứ một người nào đòi hết trơn á. Cái người mượn tiền của mình đâu có phải là ba đầu sáu tay, nó không phải ba đầu sáu tay. Giống như mà nói bộ hôm á, Facebook Tiger Nguyễn, mà Mã hay gọi tắt là Cọp á, nó nói một cái câu sai, thế là ảnh hưởng luôn cả dân tộc. Hồi nãy Mã mới chia sẻ đó, Mã thử nghĩ á, có gì đâu không tha thứ được. Cọp đó đâu có giết người cướp của hiếp dâm ai đâu, gạt tiền gạt tình ai đâu mà không có tha thứ được. Trong khi á, mình sống trong cái chế độ cộng sản 43 năm, bị nó gạt tiền của mình, nó đóng thuế, mình phải đi làm cực khổ, bỏ tiền ra nuôi cho nó, nuôi cái tụi cộng sản này. Cuối cùng thì sao? Mình vẫn rộng lòng tha thứ hết. Mình rộng lòng, mình tha thứ hết, mình bỏ qua, mình không dám nói một tiếng nào hết. Tại sao một cái người mình không quen biết, mình chưa bao giờ đưa ra một đồng nào để nuôi cái người đó hết. Người đó chỉ có cái vấn đề là lên Facebook hết lòng đấu tranh, hết lòng hát cho mọi người nghe, nói cho mọi người biết, cuối cùng phát ngôn một câu trên trời dưới đất, tụi mình súng vô, quăng đá, ném đá, chửi, nhục mạ cái người đó. Rồi mình được cái gì? Mình mất đi một chiến hữu. Mình đấu tranh, lúc nào mình cũng kêu gọi tụi cán bộ là hãy buông súng, ha, quân đội, hãy buông súng trở về với dân dân. Trong khi đó, mình là đi chà đạp của người anh em, một chiến hữu của mình, để đẩy họ về với bên tụi cộng sản. Sao vậy? Cái người nào mà mình không thích, chụp nguyên một cái đốm cối lên đầu, ở thằng đó là cộng sản nằm vùng. Tại sao biết thằng đó cộng sản nằm vùng? Nó nói có một câu mình không thích thôi, nó là cộng sản nằm vùng. Trong khi đó những cái thằng thật sự mà cộng sản, ngày nào nó cũng nói những cái gì mà quốc hội làm là do dân đồng ý, sau này quốc hội sẽ xoay ngược lại, sẽ xoay ngược lại để nói rằng là tại vì quốc hội làm như vậy, dân chưa bao giờ lên tiếng phản đối. Mà khi dân cứ không có phản đối thì đó không phải là lỗi của quốc hội mà là lỗi của người dân. Thì đây là cái cơ hội để cho chúng ta cùng nhau lên cái tiếng nói chung. Không biết các anh chị em ở bên Việt Nam suy nghĩ như thế nào. Riêng bản thân của Mã Tiểu Linh là không đồng ý. Ngoài không có đồng ý ra, mình còn rất là bất mãn và sẽ không bao giờ chấp nhận cái điều đó. Một cái mảnh đất nghĩ sao mà cho mướn 99 năm
Mà các anh chị em biết không, họ không có nói là 100 năm, họ chỉ dùng 99 năm, tại vì nó có một cái con số người ta nghĩ rằng ô chỉ có mới có chín chỉ là 99 năm thôi, con số đó là không phải là 100. Thí dụ mình đi mua một món hàng mình thấy 10 đồng mà nó ồ mắc quá, nhưng mà mình nói có 9 đồng 90 cent, tự nhiên mình cảm thấy rẻ, mình cảm thấy là cái đó là chỉ là cái tâm lý mà thôi. Cho nên á, họ cho mướn đất 99 năm, họ đang nói là họ đang bàn để chuẩn bị bấm nút. Nhưng mà thật sự các anh chị em biết, những cái này đã là nằm trong cái dự tính hết rồi, đã có xong hết rồi, nghị án nghị quyết tất cả mọi thứ giấy tờ đã đâu vào đó. Các chị em thấy trên tường cá nhân của Mã Tư Linh cũng share rất là nhiều những cái bài viết, những cái hình ảnh con đường họ đã thông, họ làm lễ thông cho những vong đồn đi qua đó. Nhiều người còn vô cảm tới mức độ chạy vào trong tường của mình nói rằng chị Mã ơi, cái này không phải ở ngoài Bắc mà cái này đang ở là Sài Gòn. Bây giờ Mã không cần biết là Sài Gòn hay ngoài Bắc hay ngoài Trung hay là Quảng Ngãi hay Bình Dương, không cần biết. Miễn sao những cái bảng đó mà họ chấp nhận, họ treo khắp nơi để cho giống như là một cái thử lòng của người dân của mình, coi thử ô mình thảy ra một chút xíu chi tiết, coi thử cái sự phản biện của người dân, bất mãn của người dân nó lên tới cái cực độ như thế nào, thì lúc đó họ tiếp tục họ họ nhích thêm một bước nữa và nhích thêm một bước nữa. Cho nên họ đưa cái truyền thông ra để hướng người dân của mình đi những cái con đường sai lệch. Mà người dân của mình bây giờ vẫn còn nhiều người nói rằng cho mướn đất vẫn còn hơn là bây giờ phải làm sao cho đất nước mình đừng có chiến tranh, kiếm một ngày ăn ba bữa đã là khó rồi mà bây giờ đòi chiến tranh, đòi biểu tình rồi sao. Cho nên những người dân của mình á, mà nói là không phải là họ vô cảm mà họ vì cái đói khổ quá, họ không có biết tự phản biện cho bản thân của họ, cho tới một cái mức độ mà đó là cái sự mà mình kêu là hướng dư luận đi cái lệch lạc của nhà cầm quyền Việt Nam. Họ để cho dân đói, dân cực, dân khổ, không còn sức để mà lên cái tiếng nói đấu tranh cho cái sự đúng, không còn biết đâu là cái sự sai. Miễn sao mình có cơm ăn ngày ba bữa, mình sẵn sàng làm nô lệ cho cái ngoại bang này, thì các chị em như thế nào? Cho nên gần đây mà thấy có rất là nhiều người đã lên tiếng nói rằng là chúng ta phải biểu tình, phải biểu tình. Mà không muốn các anh chị em chúng ta xuống đường để rồi chịu những cái trận đòn hoặc là bị bắt vào tù thế này thế kia. Cho nên khi chúng ta biểu tình, chúng ta phải có một cái phương án đàng hoàng, một cái phương thức lúc nào cũng vậy. Đấu tranh mình nói là đấu tranh bất bạo động, thì cái bất bạo tranh bất 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 bạo động đó, nhiều người cho rằng đó là mình vì là mình sợ mình thụ động. Nhưng mà không có nghĩ mà nói tới nỗi lui, mà nghĩ mà không có bao giờ nghĩ bất bạo động là một cái gì đó mà nó thụ động, nhưng mà nó là một cái chiến lược, nó một cái chiến lược rất là hay mà chúng ta cần phải có cái sự đoàn kết chung với các chị em với nhau thì mình mới làm được cái điều đó, thưa các anh chị em. Mà nói cho nghe nè, thí dụ như ở nước ngoài khi mà họ phản biện một cái vấn đề gì đó, mà cảm ơn cọp nha, khi mà mình phản biện một cái vấn đề gì đó đó thì mình phải có cái cách để mà mình phản biện. Thí dụ như hồi xưa khi mà người da đen mà họ phản đối là cái chiếc xe bus là chỉ cho những người Mỹ trắng được chuyên ngồi trên xe bus mà thôi, còn Mỹ đen mà lên xe bus là phải đứng, thì cái cuộc mà đấu tranh mà biểu tình của họ phản đối cái vấn đề đó thì người da đen họ vẫn lấy ghế họ ngồi. Tại vì hồi xưa đó mình nói là họ chia ra cái đất nước của người Mỹ hồi xưa nó kỳ thị người da đen, nó kêu là slave, là giống như là nô lệ, thì những người nô lệ da đen thì không có được ngồi ghế, nhưng mà họ chỉ là đứng ở trên xe bus mà thôi. Thì những người da đen họ phản biện cái vấn đề đó, họ không đồng ý cái điều đó, chào bé Thanh nha, họ phản biện cái điều đó đó, thì họ như thế nào, họ kêu tất cả những người Mỹ đen không đi xe bus nữa, một là đi bộ, hai là đi xe khác, chứ tuyệt đối không đi đi xe bus nữa. Thì từ đó dĩ nhiên là nó sẽ ảnh hưởng tới những chiếc xe bus. Mà ý mà đưa cái thí dụ này ra cho các anh chị em thấy mình phải có một cái biện pháp, một cái gì đó mình đồng ý. Bây giờ thí dụ mình nói là xăng tăng, mình muốn biểu tình xăng tăng, mình không thể nào mà mình ra đó mình hô hào lên, mình nói tôi phản đối cái chuyện xăng tăng, tôi không đồng ý chuyện xăng tăng, mình lên Facebook mình viết bài cho nhau nghe, nhà cầm quyền Việt Nam, quốc hội đời này nọ, họ ngồi đó họ không có biết, không phải ai cũng lên trên Facebook đọc đúng không, hoặc là họ nghe tiếng nói họ, mình không có thật sự mà đưa ra một cái biện pháp hay là mình thể hiện cái sự không đồng ý của mình chỉ nói xăng tăng cái quốc hội là cái đám bù nhìn, cái đám hại nước hại dân, nhưng mà mình không có thật sự bỏ vô cái action, bỏ vô cái sự mà bất đồng của mình, xăng tăng mình không đồng ý, bây giờ tất cả người dân đứng đổ xăng, mình biết là nó khó
Nhưng mình phải thay đổi, mình phải chịu khó cái của mình một chút xíu trong cái thời gian ngắn để mình đòi lại cái quyền lợi cho cái thời gian nó lâu dài hơn. Không đi đổ xăng, không lái xe, các anh chị em thử nghĩ đi, một ngày thôi tất cả người dân của mình phản đối cái vấn đề tăng xăng, không có lái xe nữa, hoặc tự nhiên mình phản đối cái chuyện không có cho tăng xăng mà mình lại đi mua xăng để dành. Ủa như vậy á, là xăng nó tăng lên là đúng rồi đúng không? Tại người nào cũng lo đi mua xăng để dành. Mình không đồng ý cái điều đó. Bây giờ mình đi ra chợ, mình mua một cái áo, mình nói trời cái áo này mắc quá, mình không có đồng ý. Vậy mình có về nhà kiếm thêm tiền đem tới để mua cái áo đẹp đó hay không? Hay là mình nói không, cái áo này giá này không có đáng giá như vậy. Một cái áo này chỉ có 20 đồng thôi, 200 ngàn thôi. Mà bây giờ tại sao cái chủ quán này, cái tiệm này, tại vì nó nằm trong cái tiệm ABC, cho nên cái áo này lên 100 đô. Mình không mua, mình đi ra thì nó cũng giống y chang như cái chuyện vấn đề xăng. Xăng tăng, mình không có đồng ý, không mua, đi ra một ngày, hai ngày, các anh chị em thử nghĩ vậy đi, thì cái xăng nó sẽ rớt như thế nào, cái kinh tế sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Đó là một trong những cái biện pháp mà mình phản đối lại cái vấn đề mà mình không có đồng ý. Chứ không thể nào vì nó tăng cho nên mình đi mua nhiều xăng mình để dành. Đứa nào nó quăng cho mình một cây thuốc lá vô, nó đang hút một cái là xong luôn cái nhà của mình luôn, đừng có nói là mua xăng để dành đúng không? Bây giờ Mã đã mở kiến ra rồi nha các anh chị em, Mã không có thấy các anh chị em bình luận hay nói cái gì đâu nha. Chút xíu nữa Mã sẽ đeo kiến vào lại rồi Mã trả lời từng người một. Bây giờ mình quay trở ngược lại cái vấn đề mà đặc khu 99 năm. Lần nữa mình không có đồng ý. Thì mình phải có những cái biện pháp, mình phải lên tiếng nói. Mặc dù Mã nhắc các anh chị em, mất nước rồi đó, không có còn phải là giỡn chơi nữa đâu. Bao nhiêu năm nay những người ở hải ngoại, các anh chị em ở trong nước, những người đã nhìn thấy rõ cái vấn đề này xảy ra, bao nhiêu bài vở Mã cố gắng Mã đưa, Mã share, Mã chia sẻ, Mã làm livestream, một số người nhỏ tin, một số đông vẫn chưa tin, một số hững hờ không muốn tin. Thì bây giờ là cái lúc mà các người phải tỉnh hồn ra giùm cho một cái. Tại vì sao? Mã một lần nữa, tất cả những cái tiếng nói này là cho những người ở trong nước, không có liên quan gì cứ ở bên hải ngoại. Người Mỹ bây giờ, Trung Quốc có tràn vào Việt Nam, tụi này không có mất mát cái gì hết. Tụi này tức đau lòng là thấy người Việt của mình, dân tộc của mình, đất nước của mình mất trong tay ngoại bang. Mình đau lòng. Nhưng mà có ảnh hưởng cuộc sống mỗi ngày của cá nhân của những người ở sống hải ngoại hay không? Dĩ nhiên là không có. Nhưng không phải vì không ảnh hưởng tới trực tiếp cá nhân mà chúng tôi không có lên tiếng nói, mà chúng tôi càng phải nói nhiều hơn nữa, tại vì những người dân trong nước không có nói được. Cho nên đừng có vào trang cá nhân của Mã Tinh Linh mà nói rằng chị giỏi quá, chị ở Mỹ, chị mạnh miệng, chị nói, chị giỏi, chị về Việt Nam kìa. Mã về được, Mã đã về rồi. Và Mã đã từng về, đã làm những cái chuyện đó. Cho nên Mã nói để cho các anh chị em ở trong nước thức tỉnh cái vấn đề đó. Tại vì khi mà Trung Quốc nó tràn vào các anh chị em, những cái tệ hại nó xảy ra trong những năm qua không phải là chúng ta không biết. Đồ ăn, thực phẩm nó bị độc hại. Tại sao người Trung Quốc lại mặc kệ luật pháp mà tràn vào tới chỗ Quảng Ngãi, tranh giành nhau mua đất? Người dân chính của Việt Nam của mình thì không có đất, trở thành những dân oan như thế nào, phải đi khắp nơi ngủ ở ngoài đường, ngoài xá, có một miếng đất nhỏ như thế nào cũng bị cướp. Mà người Trung Quốc thì mua giá đất rất là rẻ. Tại sao khi mà ngoại bang họ dùng rằng cái chữ là người nước ngoài, bây giờ họ xây nhà luôn cho người nước ngoài ở? Ủa, người nước ngoài, người trong nước chưa có nhà ở mà lo xây nhà cho nước ngoài ở là sao? Mà nước ngoài ở đây là ở đâu? Dĩ nhiên Việt Kiều không có, người Mỹ cũng không xong, những cái đất nước khác, những người dân khác không có ai mà ham về Việt Nam ở trong cái thành phố đó hết. Chỉ có một mình Trung Quốc. Các anh chị em thấy ngay cái Đà Nẵng hồi xưa như thế nào, mà nói nó xây nguyên một cái khu tự trị của Trung Quốc ở ngay Đà Nẵng. Người dân của mình vẫn thờ ơ, vô cảm, không có để ý, không quan tâm. Bây giờ sao? Nó công khai luôn rồi, nó mở màn ra, nó mở luôn, nó che, hồi xưa nó che, nó xây một cái hàng rào, một cái tường xung quanh cái khu mà ở Đà Nẵng như vậy. Bây giờ nó có sợ nữa không? Sợ người dân biết không? Không sợ. Tại vì giấy tờ đã ký hết rồi, nó đã được Quốc hội thông qua ký nhận là 3 đặc khu kinh tế ở bên Việt Nam. Mã nhắc lại là khu Vân Đồn, đúng không? Khu Vân Đồn, khu Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Ba cái địa điểm rất là tốt. Phú Quốc là một trong những cái đảo mà người ta nói rằng có thể là Phú Quốc để trở thành một cái Singapore nhỏ. Cuối cùng bây giờ thì sao? Rơi vào tay Trung Quốc. Trung Quốc và đất nước Việt Nam của mình, ngoài những cái món hàng ăn độc hại, hại tới sức khỏe của mình, nó không cần súng đạn, cứ không phải cứ ngồi chờ, ôm mình nói như vậy để Trung Quốc nó không có đánh mình, hoặc là không có người dân chết, không có người dân chết vì bom đạn, nhưng mà có hàng ngàn, hàng trăm, hàng triệu người dân kế tiếp sẽ chết vì những cái thực phẩm độc này. Con cái của mình sanh ra sẽ bị ung thư, sẽ bị thai nhi sinh nó bị gì đó, những cái hình hài nó không được như ý của mình muốn đó.
quái thai đó, những cái hình hài như vậy, thì liệu mình làm cha làm mẹ mình suy nghĩ như thế nào? Chứ đừng có nghĩ rằng nó không có ảnh hưởng mình ngay cái lúc này là mình không có quan tâm. Cái số người Việt Nam của mình mỗi ngày chết vì ung thư nó còn nhiều hơn những cái số mà vừa rồi mà Mỹ nó thả bom thả đạn, nó đánh giặc ở chỗ cái đất nước khác. Mà nói cho mà nghe, cái số người Việt Nam của mình chết trong cái thời gian mà đất nước Việt Nam của mình gọi là hòa bình, cả ngàn con cộng sản, nó không phải cộng sản nằm vùng, tại vì nó là cộng sản chính thức rồi, mình làm gì được nó? Mình không làm gì được nó hết. Chứ mình đi đánh những người mà mình nghi ngờ là cộng sản, còn những cái thằng mà cộng sản thật sự mình không đánh nó, mình không viết bài nói về nó, mình không làm livestream chửi nó. Những cái thằng cộng sản thật sự sống ở trong nước, mình không có dám bấm like bài của người khác nói về thằng cộng sản đó, mà mình chầm hâm vô đi đánh một cái người mà mình nghi là cộng sản tại vì một câu nói mà mình không thích. Các anh chị thì em có thấy rằng cái người Việt của mình nó xấu xí dễ sợ không hả? Giống như là cái con đó mà nó lấy chồng lớn tuổi á, trời ơi, cái con đó nó đẹp vậy mà nó mê chồng già, nó ham tiền. Giờ nó lấy cái thằng chồng trẻ, trời ơi, con này nó vậy mà nó muốn làm phi công. Nó lấy cái thằng chồng thiệt nghèo, ủa nó đẹp vậy mà nó ngu quá vậy, mà nó không còn ai ưng, sao lấy cái thằng chồng gì mà nó nghèo dã man luôn. Nó lấy cái thằng chồng may mắn, có tiền, có nhà, có cửa, đồ cái thứ gì mà ham tiền. Cái thứ gì người Việt của mình cũng chửi được hết. Bây giờ nó lấy cái thằng chồng mà hung dữ về đánh đập vợ con, đồ cái thứ vợ đàn bà mình, tao nói đàn bà Việt Nam mình nó ngu lắm. Ăn rồi nó cứ lấy cái thằng chồng mà đập cả ngày, sao không bỏ mẹ cho rồi đi. Nó lấy cái thằng chồng mà nó hiền từ ngày nào mà thương yêu con cái. Trời ơi trời, cái thằng này nó BD, con này nó ưng, cái thằng này nó BD là cái chắc luôn á. Tao thấy gì đàn ông trai gì mà ẻo rã mà cố luôn. Không có một cái gì mà người Việt mình không có nói được hết trơn á. Nha, nó đẻ con không, nó không đẻ con. Nó yêu nhau, nó cưới nhau 7 năm rồi đó mà nó không đẻ con. Nó trích lỗ rồi. Nó đẻ ra một bầy con, trời ơi tao nói cả ngày nó không làm cái gì hết, nó chỉ ham vui, nó đẻ từ năm một. Không có một cái gì mà vừa lòng người Việt mình hết trơn á. Cho nên, mà nói cái người Việt của mình nó rất là xấu. Nó xấu cho nên nó cứ rời rạc, nó cứ phải bị đánh phá cái từng cái chỗ này, đánh phá từ cái chỗ kia. Nó bao nhiêu lần mà người ta nói tốt, nói hay, không có được một cái gì hết á. Mà nói sai một cái dập cho tới bến. Ngày hôm qua hôm kia bây giờ nghe tung ra Việt Khang là cộng sản nằm vùng, đánh phá luôn cả Việt Khang. Có nhiều người tuyên bố tôi sẽ đánh Việt Khang cho tới cùng. Đánh bằng cách nào? Bài viết á, thì chỉ có 5-7 likes thôi. Nhà của Việt Khang á, cả triệu người nghe, có triệu người likes. Nó giống như là Cái thằng giống như Châu Phi mà đi đòi đi thả bom nước Mỹ vậy đó. Chi vậy? Khổ cái thân mình chi vậy? Tại sao là mình lại nghi ngờ Việt Khang? Việt Khang là cộng sản nằm vùng. Sao lại biết Việt Khang là cộng sản nằm vùng? Một cái người mà đã đi tù 4 năm, 6 năm quản chế mà mình dám tuyên bố cho rằng người ta lại đi tù, đưa ra những cái câu nói Việt Khang nói với cái chị A này, những cái câu như vậy chúng tôi không đồng ý. Có nghe chính miệng Việt Khang nói không? Hay là chỉ nghe từ cái chị A nói mà thôi, mà mình không có thật sự đi kiểm chứng cái điều đó, đúng không? Rồi bây giờ nói tôi nghe nói là Việt Khang ở trong tù á, là đã nhận tội, có điều đó có hay không? Có ai biết không? Vậy cái lúc mà Việt Khang ở trong tù á, người nào là cái người đứng bên để mà nghe Việt Khang nói là nhận tội? Thí dụ nha, Việt Khang là gì? Việt Khang cũng đâu có phải là một người đấu tranh trong đi về ngành chính trị, hay là một lãnh đạo, hay là một cái người gì đứng đầu của đất nước đâu. Không có. Việt Khang cũng giống như Mã Tiểu Linh, cũng giống như các chị em đang ngồi coi diễn đàn đây thôi, chẳng qua là thích thấy cái đất nước này đang trong cái tình trạng lâm nguy, phát ngôn ra, viết ra những cái bài hát, hát cho mọi người cùng nghe. Có lấy tiền không? Không lấy tiền. Ai thích hát cứ tự nhiên hát. Người già, người trẻ, người trên rừng, trong núi vẫn hát được những cái bài hát của Việt Khang, chưa bao giờ thâu một đồng tiền nào hết trơn á. Vậy thì rồi xong bị đi tù. Vậy thì Việt Khang là gì? Tự nhiên chúng ta nâng Việt Khang lên thành một người quá là lừng danh, bắt để cho Việt Khang đi tù này kia ra, rồi nói ơi Việt Khang nhận tội. Thí dụ nha, cho là anh có nhận tội trong tù đi, rồi làm sao? Chúng ta có những cái lúc 4 năm trời, các anh chị em, 4 năm trời trong tù, chúng ta sống ở ngoài cái xã hội này, không có ở trong tù, mà chúng ta vẫn cảm nhận được những cái sự khó khăn. Bao nhiêu người sống trong cái cuộc sống này mà nói rằng chị ơi, nếu như em không vì hai đứa con của em, nếu như em không vì mẹ già thì em muốn chết cho rồi, chết cho khuất mắt trong cái xã hội này đi. Tại vì em thấy em là những người vô dụng, thấy những cái chuyện xảy ra trong cái xã hội này mà em không có một cái phương cách nào làm cái gì hết, em muốn chết quách đi cho xong. Chúng ta có những cái giai đoạn. Ngoài ra còn những người
chỉ là vì yêu đương thôi, cũng có thể nghĩ quẩn tới cái mức độ muốn dẹp bỏ tất cả. Thì bây giờ mà nói Việt Khang ở trong tù, thí dụ thôi, thí dụ thôi nha, cái này là thí dụ cá nhân của Mã. Việt Khang nhận tội, tại vì cái lúc đó anh bị đánh đập nhiều quá, anh bị cái này bị cái kia, bị cộng thôi. Anh có nhận tội hay không? Anh có nhận tội rằng là những cái bài hát này là anh viết hay không? Cho là lúc đó Việt Khang viết với 5-7 người khác cùng nhau viết, Việt Khang nhận đúng, cái đó là lỗi của tôi, cái đó là chính tôi viết những cái bài nhạc đó, cái đó cũng cho là nhận tội hay sao? Có những lúc chúng ta nhận để cứu những người khác thì tại sao chúng ta không nhận? Anh dũng anh hùng là cái chỗ đó, mình sẵn sàng nhận. Bây giờ thí dụ như Mã đã từng có một nhóm bạn lo về cái vụ dù xanh cho Mã, cuối cùng một người bị bắt, anh đâu có khai tới mấy đứa kia, anh bị đánh đập rất là nhiều ở trong tù, anh đâu có khai, anh chỉ nói rằng đúng, chính tôi là người đưa ra cái vụ dù này, tôi là người đi san sẻ chia sẻ ra, chia dù ra, là một mình tôi làm hết. Anh không hề khai tên của bất cứ một người nào đó hết. Đó là sao? Mình cho rằng người đó đã khai, đã nhận tội trong tù à? Đâu có phải đâu. Tùy theo cái sự nhận tội của mình như thế nào, mình nhận mà mình nhận sáng suốt, mình nhận để mình cứu những người khác, chứ không phải mình nhận rồi á là tôi cộng thêm 15 đứa nữa viết những cái bài nhạc này, tôi cộng thêm 12 đứa nữa, nhà 12 đứa đó ở chỗ này, chỗ này, chỗ này. Mình chỉ điểm ra những cái người khác để họ cùng bị bắt chung với mình, cái đó mới là nhận tội, cái đó mới là sai. Còn mình nhận tội, đúng rồi, chính tôi làm điều đó, tôi viết bài đó. Hồi đó Mã đi quay cái video ở bên Việt Nam, mà lúc mà trước khi mà bị biểu tình đó, cuối cùng nó bắt, nó hỏi có phải là Mã quay cái video đó không. Các anh chị em nghĩ đi, một mình Mã biết đi ra đường tới cái địa điểm nào cầm được cái máy quay video, một mình Mã sao? Không có đâu, phải có sự hỗ trợ của bạn bè ở trong nước mới đưa Mã được tới cái chỗ đó, mới đứa đứng canh, đứa đứng giữ xe, đứa đi gửi xe mới chở Mã được cái tới cái chỗ đó, mới quay được cái video Mã muốn quay, rồi mới lên xe mới chở Mã đi chỗ khác, chở về Mã về là khách sạn. Phải có chứ, phải có sự hỗ trợ của anh em trong nước mới làm được cái chuyện đó chứ. Mã đâu có khùng có điên để mà nhận rồi ô không, tôi không quay video đó, tôi quay có thêm 2-3 đứa nữa nó giúp tôi à? Đâu có đâu. Mã nói tôi quay đó, tôi chính tôi là người tôi lái xe, tại tôi thấy công cộng ngay đó thì tôi đi taxi tới đó, taxi thì thằng nào chả làm taxi được đúng không, xe taxi đưa tôi tới đó rồi tôi đi ngang tôi thấy thì tôi quay, không có liên quan tới ai hết. Mã bị bắt, nó tìm ra trong áo của Mã có mấy cái áo Novomosa đúng không, cút khỏi Việt Nam rồi này nọ. Nó hỏi áo này đâu, cá cầm nước sạch dân cầm minh bạch. Một hai nó hỏi áo này ai đưa, mà nó không ai đưa hết trơn á, tôi mua đâu, tôi mua trên Đà Lạt, tôi ra chỗ công viên hồ than thở gì đó, có thằng nhỏ đó đi ngang nó hỏi chị em còn mấy cái áo em bán chưa, có xong chị mua giùm em với, rồi tôi trả tiền rồi tôi mua áo đó thôi. Tại sao mình phải đưa ra những nhận đó, tôi nhận tội, tôi mua, tôi nhận những cái áo đó là của tôi, chứ tôi đâu bao giờ tôi nhận áo đó là ai cho, ai tặng, ai đưa cho tôi, mắc mới gì lôi tên những người đó ra. Đó là những cái cách mà mình nói không phải như vậy là cho rằng là ở trong tù nhận tội, chứ không lẽ mình nói một cái không. Áo đó nó thần kỳ lắm, tự nhiên trong vali tôi mở ra tôi thấy áo tôi nằm trong vali à, cái đó mới là nhục, cái đó mới là không đúng. Mình sẵn sàng nhận tội, sẵn sàng nhận, nhưng mà cái nhận tội của mình nó không có liên quan tới một người nào đó hết thì chẳng có gì phải nhục hết, cái đó lại càng được vinh danh, cái đó lại càng được cảm ơn. Chứ còn mà mình nhận ra sau đó mình cộng thêm 15 đứa để mà làm việc theo với mình, để 15 đứa nó vô tù theo chung với mình, cái đó mới là sai. Cho nên những người mà đánh phá Việt Khang cho rằng ô anh ở trong tù anh nhận tội, mình không có ở trong tù chung với Việt Khang, thì mình đừng có ngồi đây mà mình phán, hoặc là chỉ nghe có một chiều. Khi mà một người nào đó hỏi mình, Mã ngồi cái chỗ này, Mã biết tại sao Mã khô cổ rồi, là tại vì hồi chiều á, Mã chiên kim cúc ở cái chỗ này, cho nên cái mùi khói nó còn, cho nên có lẽ vậy mà Mã bị khô cổ. Hết một chai nước rồi đấy nha bà con. Cho nên á, ý của Mã nói đó, mình nghe cái gì mình đừng có nghe một chiều, mình phải cho cái người kia cái cơ hội để mà phản biện lại. Nhiều khi chúng ta có những cái quyền mà giống như là người khác hỏi á, anh à, em nghe cái ông ba, ông A, ông B, ông C nói anh dạy vậy đó, anh nghĩ sao? Kệ nó chứ, nó muốn nói gì nói, anh đâu có rảnh đâu mà phải ngồi đó mà giải thích cho nó làm gì. Trong khi đó
tự nhiên cái đi nói anh nghe Việt Khang nó nói vậy vậy đó, thì anh phải la làng lên cho mọi người, Việt Khang phải gọi điện thoại để mà giải thích cái vấn đề đó. Ủa vậy cho mình, có bây giờ mình nghĩ mình là ai mà bắt Việt Khang phải trực tiếp gọi điện thoại để mà giải thích và trả lời những cái nghi ngờ của mình đối với Việt Khang. Mình không có là ai hết á, Việt Khang cũng chẳng có là ai đó, Việt Khang chỉ là một người trong mấy chục triệu người chung với chúng ta, đơn giản là như vậy. Các anh chị em đừng có đặt để Việt Khang ở một cái điểm cao quá, để rồi từ mình thất vọng, từ mình tuyệt vọng, từ mình cho rằng là Việt Khang không có còn đấu tranh như ý của mình muốn nữa. Cái này là một cái đất nước chung, ai có lòng thì đấu tranh, ai thích làm cái gì theo ý của người đó thì đấu tranh, miễn sao nó nghiêng về cái tích cực chứ không phải là cái tiêu cực. Chứ mình không thể nào mình đặt để Việt Khang phải đấu tranh theo cái ý của mình. Bây giờ 90 triệu dân cùng xuống đường đấu tranh. Bây giờ trên Facebook của mình có 10 người, 20 người làm livestream đấu tranh. 20 người có 20 cách phương hướng khác nhau. Thế là mình bắt Việt Khang phải đi theo hướng của mình. Việt Khang không đi theo hướng của mình, Việt Khang phải trả lời những cái câu hỏi của 20 người kia. Vậy thì